vẫn sẽ lặng lặng gió cuốn bụi đường đầu đầy dòng lại lời quanh yên non nước thanh bình vui bốn phương gió ngựa phi mau cánh sắc ngoài thành bằng lặng khói chiều lên xóm nhỏ qua trôi dòng nước cuốn xanh xanh đường quê cảnh đẹp buông tay câu nhạc ngựa vang vang suốt quãng đường nắng xuống chiều lên hương bát ngát mây hồng e ấp bồng tà dương này xa nè. Dạ. Từ bé chi lân ta chỉ sống trong cung cấm, nay ra đến ngoại thành ta mới được nhìn thấy cảnh huy hoàng của vũ trụ bao la. Thưa thái tử, vương quốc của chúng ta cảnh đẹp chẳng thiếu gì, nhưng giam xin thái tử hãy cho chúng tôi quầy xe trở lại kẻo đức vua trong đợi. Không dối gì, ta muốn được hưởng trọn vẹn một ngày ngoãn cảnh, kẻo ngày mai ngày mốt lại chịu bo mình trong một xoa thâm cung. Nhưng có điều làm cho ta lấy làm ân hận là trong nội thành thì nhẫn nhơ vàng lúa găm nhung, còn ngoài lê thư vẫn lâm kẻ lầm than khốn khổ. Thôi, người hãy rẽ sang cửa thành hướng bắc. Thưa dân. Khoan, dừng lại. Sa nạc. Dạ. Ta trông thấy dưới chân cầu có một kẻ đang nằm trơ không cử động, xung quanh là ruồi nhăn, các bụi phủ mặt mày, co rút cả chân tay, toàn thân đà đổi sắc. Ai vậy Sa nạc? Dạ, thưa thái tử. Không, ngươi hãy dừng xe để ta đến xem qua. Kẻ ấy là ai mà nằm bất động dưới chân cầu? Thưa thái tử, đó là một xác chết. Chết à? Chết là sao? Người nói rõ ta nghe. Dạ, dạ, chết là một người đã kiệt sức tàn hơi, không còn biết gì trên cõi thế gian. Đó rồi hình hài thể xác phải rã tan, thành mớ tro tàn chôn dưới lớp đất vàng. Như vậy còn ta, ta có chết hay chăng? Thưa, bất luận dương giả hay thư dân, người giàu kẻ nghèo, ai ai cũng phải chết. Ai ai cũng phải chết? Thế sao thiên hạ ai ai cũng tưởng mình sống mãi muôn đời trên vũ trụ, nên giành giật nhau, cấu xé lẫn nhau? Ai cũng muốn sang giàu, ai cũng ham quyền tước, nhưng dù cho có kho vàng núi bạc, số vô thường không dễ lấy tiền mua. Ai cũng phải chết đi, ai cũng về cát bụi. Vậy thì lọc cả quyền cao, gác tía lầu son ngọc ngà châu bao, đâu có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đang tâm câu xé tranh giành. Đoạt lợi tranh danh bán tước mua quyền, kẻ đất thế sống ngựa xe nhung lụa kẻ vô phần, chết không mảnh áo che thân. Người say sưa mỹ vị cao lương, kẻ nó giả bằng cốm thừa cá cằn,
một kiếp sống nhục nhằn cay đắng và một cây chết buồn như cảnh chờ buổi ban chiều. Thôi xa nặng hãy hoài xe lại hoàn thành, ta không còn thiết việc vui chơi du ngoạn nữa. Xa nặng hãy dừng xe lại, có một người áo vàng chân đất mang bình bát bên mình, diện mạo thật khác phàm, từ thuở bé ta chưa hề trông thấy. Dạ, mời người dừng chân cho tôi hỏi thăm chút việc. Ngài muốn hỏi điều chi? Dám hỏi ngài, ngài là ai đó vậy? Thưa, tôi là một nhà tu. Một nhà tu là nghĩa thế nào thưa ngài? Tu là sửa mình, tu là giải thoát, không ham quyền tước, không biết gian tham, không chồng vợ buộc ràng, không bạc tiền phiền phức, sống bằng đạo đức và nghĩ từ bi, diệt hết tham sân si, ưa công bình bác ái, chuộng điều hai lẽ phải, xa lục dục thất tình, xem tất cả chúng sinh như ruột rà máu thịt. Xin ngài nói tiếp. Tôi là nhà tu, tôi có được ba cái không: không quyền tước nên không sợ dèm pha ghen ghét, không vợ con nên không sợ mất vợ xa con, không của cải nên không sợ kẻ khác tranh giành chiếm đoạt. Mời ngài cứ nói. Tôi lại được ba cái có: có một vũ trụ bao la to rộng, không gò bó buộc ràng như kẻ sống trong các buổi phồn qua, có một nhãn quan nhìn tất cả việc đời, không có gì quan trọng cũng như không có gì tồn tại, nhất là có một tâm hồn từ bi hỷ xả, lòng bao la thương tất cả chúng sinh, đó là tâm niệm kẻ tu hành. Xin chào người tôi lên đường khất thực. Khoan đã, mời nhà sư hãy dừng chân nán lại bên đường, cho tôi hỏi thăm một lời, là giàu sang như tôi đi tu có gì trở ngại? Bất luận hàng dương giả hay tư dân, đã hiểu chữ tu thì không còn khác biệt, giải thoát tâm hồn cõi vòng quán nghiệt, cứu khổ cho mình và cứu khổ chúng sinh. Biết tu ở đâu và ở đâu có Phật? Phật ở khắp mọi nơi, ở khắp cùng vạn vật. Hãy nghĩ đến điều hai lẽ phải, thì tức là có Phật ở trong tâm. Được nghe qua lời quý báu của người, tôi thấy nhẹ phần phiền não buồn lo. Giáo lý từ bi là liều thuốc nhiệm màu, niệm Phật hằng ngày là lòng hết ưu tư. Xin phép ngàn kẻ tu hành xin cáo biệt. Thái tử! Kìa công chúa! Thái tử đang trầm ngắm gì thế? Thiếp thấy sau chuyến du ngoạn chàng trở nên buồn bã. Có phải hình ảnh ngoại thành khiến cho chàng thờ thẫn ưu tư? Công chúa ơi, ta cảm thấy đời con người thâm thoát quá mau, vì như thể bông câu ngoài cửa sổ. Công chúa hãy xem kìa, trăm hoa đua nở, ngàn tia muôn hồng, nhưng chỉ trải một đêm hay qua một trận gió giông, sẽ thành ra kiếp hương tàn phấn ra. Thiếp cũng vừa qua một giấc chiêm bao kỳ lạ, tỉnh giấc rồi mà lòng còn hồi hộp bâng khuâng. Công chúa hãy kể lại ta nghe. Thiếp thấy vợ chồng ta lạc lõng giữa trùng dương, chèo lái gãy còn cánh buồn thì tơi tàn. Tình giấc mơ thiếp lấy làm lo sợ, bởi biết đâu giấc chim bao khi cánh chạy bán giá là điểm phân ly vợ phải xa chồng. Lệ thăm đôi mi đến khi thấy thái tử ngồi một mình trong đêm vắng, mắt lặng nhìn từng cánh sao khuya,
Lời của chàng vừa thốt ra sao đượm vẻ ai biết. Phải chăng đó là lời của kẻ chán đời yếm thế, hay là của sự trùng hợp với hình ảnh hải hùng kinh dị mà thiếp đã nằm mơ giữa nghi khắc lùng thanh tàn. Giật chim bao của công chúa đang suy gầm, đời người đâu có khác chi là một con thuyền lạc hướng giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bôn ba cho lắm rồi cũng già cũng chết. Thiếp vẫn biết chim bao mộng mị sau lòng mình cứ thắt theo băng quăng. Trời đêm nay tâm tối không trăng, dài bông hoa rụng bên giường nữ quyên. Thiếp chỉ sợ cành đời dâu biển, rồi vợ chồng ta sẽ chịu cánh chia. Công chúa ơi, hoa nở rồi tàn trăng tròn lái tiếc, ai tránh khỏi đều tự biệt sinh ly. Chàng ơi, ân nghĩa mặn nồng, thiếp muốn vợ chồng mãi mãi được gần nhau. Nếu muốn mà được thì đời đâu có gọi là bể khổ. Nếu hiệp không tan thì trần gian đã là nước nhược non bồng. Thôi, công chúa hãy vào nghỉ ở tư phòng, để ta rảnh trí hầu nghiền ngẫm nhân tình thế sự. Sa nạc kìa thái tử, ngài định đi đâu giữa đêm khuya tăm tối? Đừng hỏi, vào chuồng ngựa dẫn con kiền trắc ra đây cho ta. Trời, ngài định đi tu thật sao? Lòng ta đã quyết, không gì có thể thay đổi chuyện lai. Vậy đêm nay ta nhờ cậy nơi ngươi, hãy đưa ta ra đến một quan sơn vắng vẻ. Một quan sơn vắng vẻ? Ở nơi đó đâu có cung các cao sang mỹ lệ, đâu có sơn hào hải vị xa hoa, đâu có tỳ nữ cung nga, đâu có bạc già gấm lụa. Phải, đền đài cung điện mà sầu muộn tiêu hao thân thể, đâu có bằng núi biết non xanh mà rảnh trí nhẹ lòng. Còn hãy vị sơn hào, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, sao bằng miên đạm bạc cũng qua ngày hai buổi. Còn tỳ nữ cung nga, bạc vàng gấm lụa, mãn kiếp rồi ai có được đem theo. Sang vừa mở mắt ra, phút chốc đã xế chiều, tôi chưa ngon giấc trời đã rừng sang. Nghĩa tình ân quan, dinh nhục buồn thương, ôi giành giật từng miếng cơm, tranh nhau từng tấc đất. Quên rằng ai cũng phải già phải chết, ai có rồi cũng thành không. Hôm nay là của mình, ngày mai đã qua tay chủ khác. Tại sao người ta cứ mãi đày đọa tâm tư thể xác mà không nhận đâu là nơi cực lạc vô. Chọn một con đường xa vòng mà lợi danh, bởi có cũng như không, sao lại nhọc lòng mà đua tranh. Nhưng ngài ra đi bỏ lại một thâm tình, tình cha con và tình nghĩa vợ chồng, sau khi xa cách muôn trùng, còn có sự buồn nào hơn. Nhưng thử hỏi đến một ngày nào mà ta nhắm mắt lìa trần, thì tình phụ tử vợ chồng có giữ ta được cùng chăng? Miên lòng
lợi danh với thế thằng Tứ Phật đã muôn đời trói buộc kiếp nhân sinh. Chỉ có đường tu là lối thoát nhiễm màu, chớ đời có nghĩa lý gì đâu. Thôi, y của ta đã quyết, ngươi chớ cản ngăn, ngựa đã thăng yên cương, ta đi gấp lúc trời còn tăm tối. Kìa, rừng xanh trước mặt, chúng ta đã lìa hoàng cung hơn trăm dặm đường dài. Sa nặc, đã đến lúc ngươi hãy hoài ngựa trở về thành nội. Thưa thái tử, ngài đã liệt bỏ lầu son gác tía, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con khôn, rồi đến nơi rừng sâu núi thẳm chập trùng, ai hầu hạ bên ngài sớm tối. Thôi, nhà ngươi đừng bẩn biểu, hãy trở về báo lại với phụ vương ta. Hãy khoan, chờ ta giây lát. Thái tử, thái tử, trời, ngài đã cắt tóc của ngài rồi. Phải, ngươi hãy mang mớ tóc này về trao lại cho phụ vương ta và nói rằng sĩ đạt ta đã cắt mây tóc xanh là cắt đứt những nghiệt quan để đánh giả tu hành. Dù hay giác thiền nhai, ta vẫn kiên tâm đi tìm giáo lý. Vậy ngươi hãy về đi, đừng nhọc lòng bận biểu. Ta ở lại một mình để tìm đường giải thoát cho nhân sinh. Thưa thái tử, từ đây đôi ngã quán sang cách trở, kẻ ở người về bao nỗi đớn đau. Kìa con tung mã nó đang cúi đầu, chưa giông rủi gió cầu, như biết đớn đau và âu sầu, lưu luyến một người thân. Này tuân mã ơi, hãy mau mau phản hồi thành nội. Ta ở lại lâm tuyền lo nghiền ngẫm đạo lý cao siêu, trên cõi thế gian có hiệp rồi ắt có ly tan. Ta ra đi đây là mong thực hành ý nguyện, vượt biển trầm luân để đến nơi an lạc tâm hồn. Kìa dần dương đà tỏa bóng, Sa nặc ma về trình tâu với phụ vương. Xin giả biệt đâm cung, tớ trở về thành Ca Tỳ La về, cầu nguyện đất trời xin hộ trì cho sĩ đạt ta. Tên hầu cẩn đã trở lại hoàng cung, ta có thể một mình ráo bước thông dong, tìm cảnh văn tham thiền nhập định. Nhưng đi tu là phải trút bỏ lúa là nhung gấm, thế mà ta vẫn đang bận biểu nơi mình y phục của một vị thái tử đông cung. Ô kìa, may quá, có một bóng người đang từ phía rừng sâu đi đến. Chào ngài, ngài là ai mà thớ thẫn một mình nơi núi rừng quánh quẻ? Hai người là khách nhàn du lạc bước giữa sơn lâm? Không, tôi là một kẻ đang đi tìm một chân lý nguyên thâm để xoa dịu nỗi khổ đau của nhân loại. Còn người, chắc người cũng là một tăng sĩ đang trên đường khất thực. Thưa không, tôi chỉ là một thợ săn. Ủa, lạ chưa, một người chuyên nghề săn bắn sao lại mặc áo nhà tu? Nhờ vậy mà lũ thú rừng mới lầm tưởng tôi là kẻ hiền từ, chúng không sợ nên đến gần nạp mạng.
Này, nghe tôi nói, không nên mượn màu áo của người tu niệm mà gạt gẫm lũ thu rừng. Người mặc áo nhà tu là phải có giá từ tâm, chứ đâu còn tánh tham lam hiếu sắc. Những cầm thú là loài giả dốt, giả lại trời sanh ra vật để dưỡng nhân mà ngài. Như thế thì côn trùng như mũi mồng, tây tượng, sải lan, chúng cũng có thể nói trời sanh ra nhân để dưỡng vật sao? Chẳng qua là khôn sống bóng chết, còn mạnh được yếu à thua là luật định xưa nay. Tôi muốn nhân đây được đề nghị với người là chiếc áo đó xin hãy nhường cho tôi, chẳng biết được hay chăng. Nhờ chiếc áo này gạt thu rừng mới được để nuôi sống gia đình. Tôi đã nghĩ đến nên mới tỏ bài với người sao, người chẳng thiệt thòi đâu. Nếu người thuận ứng lời tôi đề nghị thì chiếc áo của tôi mời ngài cứ cầm đi, còn áo của ngài xin hãy đổi cho tôi. Qua hôm nay tôi gặp dịp mài áo của ngài thiệt đẹp, tôi bằng lòng ứng thuận. Đây chiếc áo nhà tôi vậy, mời ngài cứ nhận, kẻ này xin đa tạ. Xin kính chào thái tử. Ngỡ là người săn bắn, nào hãy linh thần tặng áo cho ta. Vậy là sau khi thi phát xong lại có áo cà sa, ta hãy cất bước lên đường tầm đáo. Kính lãi ngài. Ai đó? Lãi ngài, tôi là một kẻ chăn cừu. Một người chăn cừu? Người đến đây có việc gì? Thưa ngài, nhân trong thấy ngài mãi say mê trong việc tham thiền nhập định mà quên cả việc mang bình bát đi khất thực. Đêm quên ngủ, ngài quên ăn, thân hình ngài một tiều tủy bởi nắng cháy mưa tuôn, sức khỏe của ngài một hao gầy suy yếu. Ta cảm thấy tư chi rã rời mỏi mệt, có lẽ ta mê man đã 3-4 hôm rồi. Vâng, đã mấy lần tôi định đến gọi ngài, nhưng nghĩ thân phận nên ngại ngần không dám. Sao vậy? Tại vì tôi là một kẻ nô lệ, tôi đòi hèn hạ, sợ đến gần sẽ làm mất đi sự tinh anh cao khiết của ngài. Không, người không nên nói thế. Con người sinh ra trên cõi thế vàng, không có ai hèn ai sang. Chỉ có tình thương mới xóa mờ nghiệt quang. Mỗi người đã mang một dòng máu đỏ thì ai cũng có quyền sống như nhau, không có kẻ thấp người cao. Nhân quả ngày sau ai cũng phải trả cho đúng nghiệp, vậy thì còn câu nệ giai cấp mà chi. Rốt cuộc ai ai cũng trở về cát bụi, tại sao không dùng tình thương đối xử cho đạo từ bi được rải khắp muôn loài. Hân hạnh được nghe lời dạy của ngài, một giáo lý tuyệt vời mà tâm hồn như được thánh thơi. Đây để tỏ và biết ơn một bậc tu hành bằng một tấm lòng thành, xin hiến dâng ngài một bát sữa tinh anh. Thưa, có một việc xin nhờ ngài chỉ giáo. Người cứ nói. Tại sao người tu hành lại phải trường trai giới sát, không sát sanh, không dùng cá thịt như người đời? Theo tôi nghĩ, tu thì cứ lo tu, còn ăn uống sao không giống như mọi người thiên hạ? Con ca thấy câu còn hoảng sợ, con chim thấy cung còn vỗ cánh bay cao. Điệu thu cũng biết tham sống sợ chết, sao ta lại đành lòng giết chúng mà ăn? Ngựa trâu nó còn biết chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu cắt cổ. Ban đầu thì người giết loài cầm thú, về sau người mới giết người.
bởi quen mùi mau tanh hôi nên thành ra hiu sắc. Bởi vậy ta ước mong sao mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, trời xanh chung có trì có giác, ta đừng làm chúng nó khổ đau, đó là lẽ đạo từ bi. Lời ngọc vàng của ngài mới ban ra, con như người mới tỉnh cơn mê, hồn lần lần trước ánh sáng diệu huyền, mà từ nhiều năm qua chìm đắm giữa mê tân. Này A Nan, không còn bao lâu nữa ta sẽ rời các ngươi mà đi rồi. Các ngươi có điều gì thắc mắc trong việc học tu, cứ tuần tự đến hỏi, ta sẽ giảng giải tận tường trước khi ta trở về cát bụi. Thưa Thầy Tôn, ngài thường dạy rằng ai đã giác ngộ thì không thể mất được. Tại sao ngài là một bậc toàn trí toàn năng lại cũng phải chịu cái luật tầm thường như thế? A Nan, trên cõi thế gian này hễ có hiệp thì có tan, có sanh thì có diệt. Thân này chỉ là giả hiệp thì tất nhiên nó cũng phải chịu chung định luật là hủy hoại rã tan. Nhưng A Nan, đâu có ai thấy một lượng sông tan mà bảo rằng không có nước nữa. Lại Thế Tôn, con hiểu lời vàng ngọc của ngài là cái giá có thể mất đi, còn phần anh linh vẫn còn mãi mãi. Cũng như đạo từ bi sẽ là ngọn lửa thiên muôn đời bất diệt, dù trải bao thế hệ thăng trầm. Xoay sang nẻo u minh cho muôn vàng tâm hồn, người không đạo như kẻ đi trong đêm tối, lặng hụp đắm chìm trong khổ hải mê tân. Thuyền ra khơi cần phải có kim chỉ nam thì người sống trên vũ trụ hành đạo khỏi xa vào gian tội, cho tâm linh thoát khỏi vòng u tối, hầu sống trong cõi cực lạc an nhàn. A Nan, ngươi rất xứng đáng là môn đệ của ta, hãy gắng tu hành sao sẽ thành chánh quả. Lại Thế Tôn, con rất ân hận không được tiếp tục hầu hạ bên đấng đại từ phụ để được nghe những lời vàng ngọc của ngài. Sao ngài không nán lại lâu hơn nữa để phổ qua cho môn phương đệ tử? A Nan, nếu để cho đàn chim nhỏ cứ mãi mồm mồi của mẹ thì biết bao giờ chúng nó mới biết bay. Đây chính là lúc họ phải rời ta như đứa trẻ tập đi, đã đến lúc phải rời xa tay mẹ, chấp nhận hy sinh và tập tành gian khổ để sao cho xứng đáng một con người. Một con người có giác có tri, lấy lẽ đạo từ bi làm khuôn vàng thước ngọc, thương thơm lốp lốp bay về dưới cội bồ đề sáng rực kỳ ánh hào quang. Ngài gọi bá phụ tôi. Ô kìa,
tiểu thơ. Tiểu thơ, còn tiểu thơ gì nữa? Sau khi gã lợi đồ bị tịch biên gia sản thì nàng đã quăng thân vào chốn lầu xanh rồi. Bây giờ qua đã tan nhụy ra rửa, còn lê tấm thân dơ bẩn đến cửa từ bi để làm gì? Tiểu thơ đến đây có việc gì? Cô đừng gọi tôi là tiểu thơ nữa. Tôi đến đây trước là báo cho cô một tin mừng. Sao tôi định vào chùa để... Kìa, sao ngôi chùa đã bị ai phá hủy hết rồi? Ta! Sao ngài lại phá đi? Để cho nàng hết nơi nương tựa. Lúc xuân sắc đương thời thì rút tỉa cuộc đời. Khi phấn son tàn, ta lại muốn mượn cái trò sám hối để chấm mút của ba tánh bốn phương. Nếu thực lòng nàng muốn sám hối thì tại sao lại không đi cuốc đất trồng khoai? Có ai cần kẻ gõ mõ giọng chuông đi lãnh lương nhà Phật bao giờ? Cảm ơn ngài dạy dỗ. Sẵn đây thì tôi cũng báo cho ngài được biết một tin vui. Không mấy chốc nữa đây thì ngài cũng không nơi dung mình. Vì chàng thư sinh Kim Ngọc đã đổ dân gió tràn. Trên đường bay tổ vinh quy, cờ xí tung bay mát trời. Tiểu thơ đã thấy rõ ràng, hay là trong lòng người khác chứ có lẽ nào vàng vinh quy bái tổ. Quan trạng đã về đây với muôn ngàn binh sĩ, vì hạnh phúc của lương dân mà người quyết xả thân. Ai châu con, ta nghe đồn Lâm huynh đã cởi hạ quy tiên, còn chồng của con đâu mà thân con lại ra nông nổi như thế này? Thưa ba phụ, chồng con đã mất, gia sản của cha chồng con không còn nữa. Sau đó con lìa bỏ quê hương, dấn thân vào nơi kinh thành gió bụi. Hiện nay đời con như cánh bèo trôi trong nước lũ, thì con biết tìm đâu ấm nồng ngọn lửa mà sống lại phút đoàn viên dưới mái gia đình. Tặng sách vì tự thấy mình làm như bận thân danh. Chính con đã quỷ hoại đời con trong vũng lầy ô trọc, chỉ có mấy năm mà bụi trần làm phai sắc hồng nhan. Mái tóc quyền chi cao găm đã phai màu, đại cát son phân truy quang đã làm nhạt tóc xanh. Tiểu thơ đừng buồn nữa, đấy chỉ là số phận mà thôi. Vô Hà, cô có quan ghét tôi không? Tiểu thơ ơi, chuyện ngày xưa đã trôi theo dòng nước, xin tiểu thơ cho tìm lại mái nhà xưa cũ thì em sẽ tìm phương giúp đỡ cho cô.
còn nếu cô muốn tìm lang quên trong cửa từ bi thì cô cứ ở lại đây trong đời thanh đàm, dùng câu kinh tiếng kệ và giọt nước cành dương hàng gắn vết thương lòng. Thân xác vỏ vàng trong sương gió, mái tóc rối tung vì sóng phấn sầu thân. Khi lượt ngủ đã cài lên mái tóc, tóc thề vẫn thơm ngát hương thề. Nước cành dương rửa màu sóng phấn, cô vẫn là người trong gấm the. Vô Hà ơi, cảm ơn cô đã xót thương cho một kiếp quá tàn xưa. Đừng bận lòng cho một kẻ sắp đi xa. Hà ơi, cô gái ban phân buôn hương không thể đem phân hương của cuộc đời xa mà về đây làm mờ ảnh sau khuya và ố quen giường hành. Hãy để cho tôi tự tìm đường dài qua, đem xác thân cát bụi trả cho bụi đời. Hãy giữ ánh sao khuya cho người đi đêm tìm hương, hãy giữ màu hoa hạnh trăng sắc tinh anh. Chứ tôi ở đây hồi tánh đời kỹ nữ, sẽ làm quyên mở giường hành với sao khuya. Ai châu, quân sĩ của triều đình đâu không thấy? Nàng bày trò dọa dẫm để cho ta bài binh bố trận à? Nghe đây, hỏi phòng lâu lạc tiêu quá lòng. Đại binh kim quyền xoay bóng bề dây chặt, nữ viết xét mình, hãy cải tà quy chân. Bọn ta cô thế, phải sống trong cái chết. Lâu la, hãy cất dây chuông, lật ngựa đại hồng chung để cho ta làm chảo đựng. Bắt lão già bỏ vào chảo, nếu Kim Ngọc tấn công thì ta sẽ luộc da của hắn. Lâu la, hãy nổi lửa lên, nổi lửa lên. Quang Giang Hải đại vương, ngài là con của Cựu Nguyên Soái, cũng biết binh thơ chiến pháp, biết cách đối nhân xử thế, thì lẽ đâu ngài nghe lời xúi dục mà nỡ giết quan bao kẻ ngoan hiền. Du Hà là con của Thạch Danh Sư, từng cứu người đau khổ vì kế độc mưa sâu. Danh sư mang tiếng quan là người đầu độc, bởi cây thói lăng loạn ác phụ hại kẻ hiền lương. Ta cũng là con nhà danh gia, vì thói đời đành ban phân buông. Trên bước đường cùng ta biết tìm lại thiên lương, thì Giang Hải đại dương lẽ nào thua người ban phân buồn hương. Lời phân dạy của Lâm Ái Châu khiến cho lòng ta xúc động. Trời ơi, suy cho cả nghĩ cho cùng cũng chính tại con ác phụ Liễu Nương. Dòng dây đang siết chặt, ở cùng sơn nghịch tặc, cao xét chấp quy hàng, đừng nghĩ tới mau đổ giữa chùa quan. À, ta không đốt xác lão già tri phủ, thế mà con của lão muốn dồn ta vào thế bí à? Lâu la, hãy trói hai người này vào cột chùa, mau bài bố trận đồ nghênh chiến. Này Tiêu Hoa Long,
Tai mắt quân tiền sát thám thính của ta đã cho ta biết, nghĩa cử của người vừa ứng xử với cha ta không phải là nghĩa cử của phường đạo tặc. Lời của Ái Châu đã mở mắt nhà ngươi. Độc binh hãy mở vòng dây lùi binh nửa dặm. À, kế nghi binh à. Lời của nguyên soái không phải là nước sao đầu dịch. Đại vương nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Bọn thắng thế ỷ mạnh toan đưa ta vào cạm bẫy. Phải chăng đây là kế của Hồ Tôn Hiến dụ hàng từ hải đi chăng? Nếu không tin, tôi sẽ tự trói mình đứng trên chỗ cao nhất để làm bia. Đại vương cứ giết tôi trước, hoặc núp sau thân tôi sẽ tìm điểm tựa. Nàng khinh ta là kẻ hèn nhất à? Hỡi tướng sĩ! Xếp lại gươm đao, quay lưng vào chùa. Thế này là thế nào? Kim Nguyên soái là đại quân tử mà. Này công tử Tiêu Hoa Long, giọt máu của Tiêu Hồng cựu nguyên soái, người ghi ngờ lời chân thật như gươm đao, ta sẽ vào diện kiến với tay không. Lời quân tử làm cho ta ngượng ngập. Truyền lỗ lá mở trói với tinh thần thượng võ để ta mở cuộc giao hòa. Nếu thật giao hòa thì người mở trói không phải lâu la, mà phải là người ra lệnh trói. Theo lời của nguyên soái. Không, ta không hề xưng nguyên soái. Xin kính chào Tiêu công tử. Lời nói khiêm nhường kia làm cho Tiêu Hoa Long này tự hôi. Vậy tôi xin mở trói và tạ tội với thập ân sư cùng với bao người. Hãy tha tội cho Tiêu Hoa Long này vì một khúc si cùng. Ôi còn đâu cửa từ bi, nơi tôi quyết ra đi tìm một cõi xa xăm, mong sám hối tội tình tội pha chùa và giết sư. Hành trang của tôi giờ đây chỉ còn có cánh tay Phật gái này, như tay của mẹ hiền an ủi vuốt đầu con thơ. Tôi không muốn được thượng ban do tay kẻ đã giết hại cha mẹ mình, cắt đứt bao mối thâm tình, biến tôi thành một cường sơn. Tiêu Hoa Long, ta lấy chữ nhân nghĩa và chữ tình. Từ buổi phát loạn ta thừa biết người là con nhà có thừa khi tiến, nên không có chuyện cực hình. Đất nước này còn nghiêng ngửa điều linh vì nắm vuốt bọn xấu dân một nước tham tàn. Trên đời này vẫn còn hai kẻ cướp. Cướp dân là kẻ cướp ngài, cướp đêm là tôi. Một nước sâu dân là kẻ cướp ngài. Tôi dũng tin vì muốn diệt bọn tham quan. Tiêu Hoa Long đã thành kẻ cướp thật sự, làm sao diệt hết sâu dân một nước bây giờ? Khi nền quốc chính chưa thay đổi hoàn toàn, gặp đại nhân tôi phải đành chịu ngừng tay và chỉ xin một cánh tay Phật gái. Rồi cùng ta trở lại triều đình, dù không bạc vàng châu bao thưởng bàn, ta sẽ chọn cho người việc công thích ứng binh hùng. Là kẻ anh hùng thì đã biết mình lầm lạc, hãy tìm đường tự cứu chữa cho mình. Tôi sẽ đi sâu khắp nẻo đời để sám hối với cánh tay mẹ hiền đức Phật từ bi.
xin đa tạ lời khuyên của nguyên soái, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi xin bái biệt tất cả. Cho phép em kéo cửa ra. Không, ta không muốn nhìn trời, ta không muốn. Có chúa công và hoàng hậu ngự viếng. Tiểu thơ, tiểu thơ, tiểu thơ cho phép em mở cửa ra chứ. Đóng cửa thì đứt đầu à. Chúa công và hoàng hậu vạn tuế. Con đánh đàn đó à? Tâu dân. Âm nhạc cũng giúp cho người ta quên nỗi phiền muộn được lắm. Vết thương của con đã lành hẳn chưa? Thưa chúa công, đây. Đó, hậu thấy không, mặt hoa da phấn như vậy mà nó hủy hoại nhan sắc của người ta như vậy cũng tại hậu một phần. Đàn bà nào cũng thương con một cách mù quáng. Lệnh nào của chúa công ban ra, thần thiếp có dám nghịch ý đâu. Phải chi xưa kia hậu sanh cho ta thêm một gái nữa thì thật là hay, thật dễ xử vô cùng, có đâu ta phải khổ đi nhọc lòng. Sanh gái hay trai là do nơi số mạng, thần thiếp cũng muốn làm vừa ý chúa công, nhưng nghĩ cho cùng hiện giờ cũng là toàn ghen. Ta chọn dâu rồi thì coi nó như con ruột. Nếu là con ruột thì ai nói làm gì, ngũ châu nó là tên khốn nạn, sẽ bị xóa tên trong hoàng tộc. Hiện nay con nó đã vui cùng tiếng mõ hồi chung, sao chúa công vẫn chưa được hài lòng, trong khi thiếp đã dằn được nỗi nhớ nhung. Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, từng tối này mà phải khổ vì con. Ngày xưa cha con bé này đã đông sông tây đục, vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Bây giờ người đã cởi hạc quy tiên, ta những mong làm cho nó hạnh phúc, để dưới suối vàng bạn cũ được hạ lòng. Nhưng không ngờ thằng Vũ Châu quá tệ, một đứa con hư, một tên phản thần, một người tình cố chấp. Sau 3 năm học đạo, con mong rằng thế tử sẽ hiểu biết cho con. Chắc vết thẹo này làm cho con nhớ Vũ Châu lắm, và nhớ cả người tự tay gây ra nó. Con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá? Vết thẹo này đã giết một người, và cũng chính vết thẹo này đã làm sống lại một người trong lòng con. Chúa công không tin lòng con. Ta không tin con thì tin ai? Nhưng sông núi còn đổi dời thì lòng người trách sao không biến chuyện. Lòng giả nào mà chúa công nói đùa? Đùa. Hậu nên nhớ, từ câu này về sau, mỗi lời ta nói ra là sự thật, là dính líu tới vận mạng của một số người. Thủy Cúc, giả tỷ như thế tử Ngũ Châu đã ra người thiên cổ, thì cuộc đời con rất khổ. Khổ gì bằng cái khổ mất người yêu, mà âm dương đã vĩnh viễn chia lìa. Con hãy coi như đã mất Ngũ Châu, cuộc đời có thay đổi gì đâu. Hễ có sanh tức là có diệt,
có trùng phùng thì sẽ có chia ly. Con xét mình không có tội gì, hoặc là không xứng đáng với hoàng gia, thì dẫu cho buồn khổ công cùng, con bằng lòng xa lánh đây kinh. Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi. Chúa công, ta không biết nói đùa. Ta đã hạ lệnh cho Đông Sơn Thiền Sư cắt thủ cấp nó. Nay đã đúng kỳ hẹn 3 ngày. Nếu không đến tức là có âm mưu gây loạn. Tâu chúa công, có hòa thượng Đông Sơn xin ý kiến. Bảo ta gọi tới đây. Hắn đã y lệnh. Ít ra đó cũng là tinh thần hiệp sĩ. Nếu quả thật Ngũ Châu đã chết thì chúa công ra lệnh giết thiếp còn hơn. Chúa công và hoàng hậu vạn tuế. Những người này họ đang cho là ta nói đùa đây. Khanh hãy cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết. Tâu chúa công, tạ ơn chúa công đã tha cho kẻ phản thần già nua này. Hạ thần không dám trai lĩnh lần thứ hai, nên đã cắt thủ cấp Ngũ Châu, đem về trình lại chúa công. Thì hãy trình thủ cấp ra cho mọi người được xem qua, để họ biết lệnh của ta không phải cất đùa. Đi suốt 3 ngày đường, hạ thần phải đóng thùng cho khỏi có mùi hôi. Nếu trình cho chúa công thật là bất tiện, vậy xin người cứ hạ lệnh đem chôn. Các khanh cho ta là phường ngu dại, muôn bài trò gạt gẫm nữa hay chăng? Thủ cấp có hay không, hãy đem vào đây ngay. Tâu nhanh lên. Ngũ Châu nợ. Nợ thì cút vào trong. Chúa công, chúa công nợ giết con tôi rồi. Con của hậu chứ không phải con của ta. Hậu là người, còn ta là cầm thua. Chúa công không phải là cây là đá, sao lại hạ lệnh giết con cho mình tuyệt tử, cho hiếu quạnh cung son, cho lạnh lẽo ngay rồng. Cho trái tim khô héo không còn chút khi máu hồng, cho từ nay mỗi sáng không có tiếng Ngũ Châu dân cùng mẫu hầu, đêm về không còn ai để bàn luận chuyện nước nôn. Nhưng thà không coi chớ có mà làm chi, cây thư bất hiếu nhi nó sẽ làm điên đảo núi sông này. Đông Sơn Hiền Khanh, ta đã làm cho cửa thiền nhuộm máu, ta đã đắc tội với Phật, ta buộc khanh chặt thủ cấp của Ngũ Châu. Ta có lỗi với khanh. Chúa công quỷ bỏ công mang nặng đẻ đau của một người mẹ. Chúa công đã chia cắt mối tình đầm thắm của bọn đầu xâm, rồi từ nay giữa hoàng cung bao la quạnh quẻ, nỗi khổ đau kia sẽ dài dò chúa công vàng tiếp trong lúc
Ngũ Châu con ơi, con chết đi sẽ để khổ để đau cho mấy người còn sống. Những tên nghịch tử phản thần, nếu ta thương mi thì sau này trăm họ sẽ lầm than. Con nó đã chết rồi, Chúa Công còn giận nữa làm gì? Hãy để tiếp lo cho con mồ yên mà đẹp. Thì vậy, hãy đem quan thủ cấp này xuống sông. Chúa Công, dìu hoàng hậu về cung. Thiền sư dường như khanh xúc động, dẫu biết đời là biển dâu mắt còn vốn sự thường, nhưng thà là đừng có nó 18 năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho phép tôi khóc trước mặt ngài. Tôi khóc vì tôi không bằng loài dưỡng sông trên rừng, tay ẩm con trên cành, tay vuốt chòm lông tơ. Chẳng may vượng mẹ bị tên, còn biết khóc với con, ráng cho con vu thật nhiều rồi mới chịu buông tay. Vì chăm dắt muôn dân, Chúa Công bị bổn phận buộc ràng, sống trong thước ngọc khuôn vàng, nên chẳng còn sinh tu tự do. Ôi ngai vàng và điện ngọc, ta oan hận nó đã nhiều, khanh hãy liệu cách nào ta từ bỏ nó được chăng? Đông Sơn Thiền Sư, ta muốn thi pháp quy y. Hạ thần không dám phản đối, nhưng lấy ai là người đủ tài đức để chăn dân trị nước? Thằng Lâm Vũ con của khanh, nó hiện ở đâu? Dạ chắc ở dưới sông. Ta muốn truyền ngôi cho nó ngày mai này. Tâu thần Lâm Vũ con của hạ thần. Khanh đừng để ta thất vọng. Dạ tâu bệ hạ, hoàng thái hậu bảo tôi trao bệ hạ một bức tâm thơ. Mẫu hoàng giảng giảng tới kìa. Tại sao trong thơ mẹ ta bảo ta đừng tin em ta? Và quay chừng lưỡng sông Thu Ba sẽ nhẫn chìm nghiệp đấy. Và bảo ta phải nghe lời Quốc Hương. Quốc Hương, nàng có biết tại sao vậy không? Dạ không biết. Ô kìa, một luồng gió lạnh, áo của nàng mặc qua thô sơ, nàng có thấy lạnh không Quốc Hương? Tâu bệ hạ, lạnh ở đây là lạnh của riêng tôi, không bằng lạnh của muôn người đang thiếu áo. Quốc Hương ơi, họ thiếu áo cũng như nàng đang thiếu áo. Kìa, bệ hạ mới nói gì? Ta nói rằng có một hạt sương rơi trên cánh buôn bay trong chiều nắng hà. Ta nói rằng cánh bướm hồng bỡ ngỡ, lòng khát khao đã chôn nở mộng ân tình. Nàng là ngọn hoa đăng hiện hiện giữa đêm trường, nàng là giọt nước rơi trên vùng đất cháy, là mùi thơm bay đến cõi quang du. Nàng là áng mây tu diệu mềm trong tà áo lụa văn mộng, lành cho ấm áp bình trăng qua những khi gió lạnh hắt hiu thổi về trong đêm vắng. Bệ hạ muốn giải thích điều chi?
quốc hương ơi, rằng một ông vua ngự giữa vàng son gấm lụa, có qua đăng và bát ngát hương trầm. Vậy mà lòng vua vẫn trong trại lạnh lùng. Quốc hương ơi, hôm nay ta muốn nói với nàng rằng ta đã bắt đầu yêu, yêu tha thiết một cành thiên hương diễm lệ đang ẩn mình trong lớp áo thô sơ. Ôi ta cầm lấy tay nàng như ta viết được giảng dần thơ. Bệ hạ, ta yêu nàng và sẽ truyền lệnh mở đại lễ tân hôn để đưa nàng lên ngôi hoàng hậu. Thế là cánh đôi đẹp trong lê dân đã và mùa đông cũng tan mất giữa lòng ta. Bệ hạ. Quân vương và em đem dâng cho bà một mâm gấm dốc son thơm. Lại gấm dốc son thơm? Không cần, hãy trả lại cho vua đi. Thưa bà, em không dám chào bà. Công nữ, trời ơi, gấm dốc kim cương chuỗi ngọc, mỹ muốn ta làm tượng gỗ kết hoa đăng, mỹ muốn ta cùng eo lạnh giữa mùa đông, hay mỹ muốn nhục mãi một linh hồn ích kỷ. Không, không, ngoài sai có muôn người đang chết đôi, ăn rễ cây ly la kết tim mây, đi lên trong bao hình dốc khô gầy có bóng dáng người cha già đang run rẩy. Cha, cha ơi, con sẽ dứt kết ngọc ngà châu báu và xé nát cả xiêm ơi, lìa bỏ cuộc đời cung phi. Trở về cùng cha đây, mặc gió sương dài dầu hay nắng hạn mưa đầu, lòng thầy nguyện lìa xa gấm nhung cho kiếp qua thoát nơi hoàng cung. Đầy bát vàng mà không trái tim, không xót cha tư dân đang lầm than. Dạ thưa công nương. Kìa, đào cam mà. Dạ, kẻ này đã đưa lão phu đến Tiêu Sơn Tự được an toàn, xin về đây bẩm lại cho công nương ấy. Đào Cam Mộc, tại sao anh gọi em là công nương mà không gọi bằng quốc hương như thuở trước? Tại sao vậy? Hay là anh đã vội quên lời đến nước vì em là một kẻ cung phi? Em ơi, tình ban sơ dù chưa nói cản lời, nhưng niềm lưu luyến không bao giờ phai lạc. Anh ơi, nhớ một chiều thu lá ngập đường, ta đi trên lá nói yêu đương, nghe đôi chim hát câu nguyện ước, nắng nhạt khi mơ dệt mong hương. Anh nghĩ tình ta đẹp thế này, nhưng sao người ấy lại vào đây để gây nên mối duyên ngang trái, để cả đôi lòng chịu đắng cay. Vì người ấy là vua. Là vua? Trời ơi! Ngày mai có một con đò đưa hồn ta tới bên bờ đau thương. Xin anh đừng nói đến một chuyến đò ly biệt. Anh không nói, nhưng lệnh của ngài phụ chính đã nói. Xin công nương hãy xem. Trời ơi, cha ta cũng buộc ta phải ưng long diệt. Công nương ơi, tôi cũng thấy tim lòng tan vỡ, nhưng vì muốn dâng nên duyên nợ phải ta. Xin công nương hãy xóa bỏ đi một giấc mộng lành,
mà hai ta đã dệt thành nguồn mơ ước để xây đắp tình cao rộng. Thôi thôi số kiếp đã định rồi, xin công nương hãy quên đi những gì tuốt về quá khứ, và nên xem kẻ này là tên quân hầu dễ của đức vua và của một bà hoàng. Bà hoàng, trời ơi, anh cũng vẫn còn mẹ mai em nữa. Thôi công nương ơi, trong canh tư đã điểm bao hiệu ta thức suốt đêm phâu để khóc cho một mối tình đầu, mà hai ta nhìn nhau đổ cạn lệ sầu, để rồi ngày mai đây quốc thương sẽ bước lên ngôi hoàng hậu, đi giữa muôn ngàn tiếng vạn tới tung hô, trong khi kẻ này âm thầm ôm gươm trở về quân ngũ như một trương chi mang nặng khối u tình. Tại sao anh lại với đời anh như chàng trương chi thổi sao, trong khi em không có mang một tâm tình lạnh nhạt của mỹ nương. Anh ơi dầu ly tan anh vẫn là trăng sáng, là hương thơm, là mùa ngày xuân muôn thuở của mộng đẹp ban đầu. Và xác thân này có chết đi thì tâm tình em vẫn sống theo gió lòng bốn mùa, để đời đời quyện lấy bóng hình anh. Thôi vĩnh biệt công nữ. Đào Cam Mộc. Thọ chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tôi gối đầu mỗi đêm, ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh, ngã bãi sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã khóa kín từ hôm nào, tôi dắt đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rầy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh gió lạnh, chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thảm. Đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước, có lẽ để điểm mà tô ở chốn luân phòng. Hôm nay cô đã quên tôi để cách bước theo chồng, cô đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lượn từng cọng lát sợi gai. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng vườn xưa nỗi buồn man mác, còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai. Nhớ năm
quay. Khi ghe vừa tới dòng sông ngã bãi, cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào chốn phòng riêng để đo ni chiếc giường gõ đó, và cô đặt làm đôi chiếu. Cô hỏi qua giá cả tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen. Năm hôm sau khi tôi sắp sửa lui ghe, cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi cô đã quay gót chiếc áo bông hường cũng khuất dạng sau mấy lùm tre, cô có biết đâu tôi đã lấy non lá che ngang để giấu đôi dòng nước mắt, vì không muốn bàng quan thiên hạ họ cười tôi là một kẻ si tình. Khi hỏi lại xóm riền tôi mới biết cô theo chồng đã được bốn trăng qua, mình dám đâu say hẹn với người ta mà họ đành đoạn bỏ nhà đi xứ khác. Tôi vác đôi chiêu bông mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng trên đường, gió đông dục dù thôi mạnh, lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can. Người ta đã có đôi rồi chiếu chăng, đâu ấm bằng người tình chung để mình dắt cặp chiêu bông. Chờ đợi chi nữa, uống không đợi chờ. Đêm nay ngồi chờ nước lớn, nỗi buồn đau cứ canh canh bên lòng. Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo không cùng, còn chỉ buồn hơn ngày ban chiếu. Để tô điểm loan phòng cho những cái còn xuân, đến khi họ cất bước sang ngang lại không một lời hỏi han. Từ giả đến đôi chiêu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã, mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới khoang thuyền. Ngọn gió đêm đông đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi. Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng nặng trĩu một nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi yên sau lái đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ giường xưa. Hỡi ơi con sông Phùng Hiệp chảy ra bãi ngàn, thì lệ của tôi sao nó cũng lai lăng muôn dòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bãi, sông sâu bên lở bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Thưa bẩm, kẻ hèn này phải kêu ngài bằng gì cho nó phải lẽ? Tùy, muốn kêu vua thì kêu, muốn gọi chúa thì gọi, mặt không thích thì cứ mày tao mi tơ cũng chẳng còn sao. Dạ đúng rồi đúng rồi. Dạ nói vậy ngài đây là? Là gì? Dạ tôi đang ngài đúng chẳng hề sai, và năm ngôi thiên tử cải trang di hành. Cái nghề của ta có lúc nhục lúc vinh, tôi trên chính bệ sáng thành giang hồ.
Chủ quan ơi. Dạ. Ta nghĩ phận ta từng lên voi chung cho, mà tội phận cho cái nghề bạc béo xương ca. Mới đêm qua ta còn khoác áo làm vua, mà bây giờ phải đem lông bào đi bán. Trời, lông bào của nhà vua. Phải, ta chỉ còn một cái áo độc nhất này thôi. Ngươi cầm lấy đổi cho ta một bữa ăn thanh đạm. Ôi gan ruột còn cào, rượu thịt đâu hay dọn cho mau, kéo quả nhân chết xỉu. Trời bể ạ, lại tỉnh bơ bể ạ. Bà đến đâu? Có hoàng đế Gia Lâm mau đến báo tin cho quan huyện ấy để lo tiếp nước. Ê chủ quán, đêm hôm khuya khoắt sao không cho người ta ngủ mà làm cái gì kỳ vậy? Đi, đi kiếm chỗ khác mà mướn phòng trọ nghe không? Kể từ bây giờ quán này bế mông tỏa cản rồi, chỉ tiếp đón một quân vương thôi. Hả? Quân vương nào vậy? Châu Nhật Thanh Hiền đệ. Biết ai nằm đây không? Vua đó, áo lông bào của thiên tử đây nè. Ủa, lạ kìa, mà tại sao kẻ này lại có áo lông bào? Chủ quán, thôi, đừng có hỏi lôi thôi. Ở đây coi chừng thánh thượng nghe không? Ta đi báo quan huyện. Dương huynh. Đệ, ta đã dặn hiền đệ đừng có kêu ta là vua chúa gì hết đó. Khi đang giả dạng thăm viếng lê dân, sao hiền đệ quên hoài vậy? Sao lại quên được? Nhưng mà huynh định bỏ cái ngai vàng này đi lang thang như vậy hoài hay sao? Phải, nếu có kẻ nào thay ta làm vua thì ta sẵn sàng nhường ngôi thiên tử cho kẻ đó tức thời. Vậy à? À, đó, có rồi đó. Ai đâu? Đây nè, cái thằng nó nằm cho co nè, định làm vua thấy huynh rồi đó. Ủa, lá kìa. Đệ à, ta nhớ mang máng nó gặp tên này ở đâu rồi? Thằng này là cái thằng kép chánh của gánh hát tập tầm bán mà. Mà hồi đầu xuống năm rồi đã có kêu nó vô hoàng cung hát giúp vui cho hoàng tộc đó. Ta nhớ rồi. Tội nghiệp, mới hôm nào đấy nó còn làm vua làm chúa, mặc lông bào chễnh chệ trên ngôi thiên tử. Bây giờ nằm co ro một xó, không có măng nên ngất xỉu hôn mê. Quân hầu đâu? Sao không đem lông te đón rước vua về? Cung nữ đâu? Sao nỡ để vua lạnh lùng lắm thế? Chủ quan đâu? Cầm lông bào được chưa mà sao chưa có dọn cơm cho ta ăn? Ráng đợi chút nữa, nhà ngươi sẽ được ăn no nê với một bữa cơm đầy sơn hào hải vị. Trời, ông đây là hoàng thượng, giờ trăm lại bệ hạ tha tội chết cho kẻ ngu dân. Ngươi đã từng làm vua nắm trọn quyền thiên tử, ngươi còn sợ ai nữa mà run quá vậy? Và kẻ hèn này là một tên phường hát, có được làm vua cũng do mấy cái gã thầy tuồng. Và xin bệ hạ hãy tha tội chết cho con. Nếu như có giết thì xin giết mấy cái thằng cha soạn tuồng soạn lốp. Cầm, ta không bắt tội ai cả. Tại sao ta lại giết những người đem niềm vui đến cho ta bằng lời cả tiếng hát? Tên của nhà ngươi là gì? Dạ, tên cho nhau cắt rung là Trần Như Nhóm. Nhưng đi hát thì ông bầu lấy danh hiệu là Dương Bất Hảo để câu khách bốn phương. À, Dương Bất Hảo, nhà ngươi có muốn theo hầu hạ ta không? Dạ, dạ không. Hả? Tại sao ngươi không muốn theo ta? Dạ, thần không muốn theo hầu hạ quân dương là bởi thần không có quen nghề đấm bóp. Trót sinh ra đời có dòng máu phiêu lưu lung lạc, mang kiếp cầm ca thần chỉ biết làm hay làm đẹp cho đời tươi vui, mặc cho thế sự thăng trầm. Thà bữa đói bữa no mà không để cho ai đè đầu đè cổ, mình làm mình ăn không gian sinh quỳ lụy, vào cuối ra loạn còn gì là danh dự túi tên. Ta không phục khanh là người bảo toàn phẩm gia, chính ta đang cần tìm những kẻ như khanh. Dạ thần đã nói rồi, dù bạc men vàng thô
bệ hạ cũng không muốn chuộc được thần bằng bá vinh quang. Nếu ai mến chúng tôi thì xin trả tiền nghệ thuật, rồi tôi sẽ làm trò chứ tôi chẳng có ngửa tay xin. Mồ hôi này tôi đổ để đổi lấy miên cồn. Nếu bệ hạ muốn xem kiếp tầm, xin giả thêm tơ sợi. Ôi thật cao quý thay cho một kẻ có tâm hồn, ta làm vua làm chúa mà ta thèm một cuộc sống như khanh. Vậy trẫm đề nghị với khanh, nếu khanh bằng lòng chấp nhận thì ngôi thiên tử này trẫm xin nhường lại cho khanh. Dạ muôn tâu. Nếu thanh thượng nói rằng thanh thượng cần có một người như thần để đông giá thanh hoàng, để chúa thượng dễ hiểu rõ trò đời trăng đen dâu bể, thì thần xin sẵn sàng nhận chức quân vương. Hiền đệ à, với kể từ ngày nay chúa thượng đây có quyền, khi phan xuống anh em ta lãnh mạng, mở đừng chấp nê lỗi cầu quân thần. Ta là thượng đại phu theo thánh quân với việc hầu cận, người chức nhỏ hạ đại phu bổn phận pha trà nấu cơm đâm lưng hoàng hầu. Dạ xin kính dân thượng hoàng, cơm với canh sẵn sàng. Đâu để tấm dùng ngữ dài to lộn xộn chết nghe chưa. Khủng mãn. Ủa, bỏ trầm đi đâu hết trơn hết trọi rồi cả. Bên kia thượng đại phu đâu? Phu nào? Đi chỗ khác chơi. À, hổn láo, mi không biết ta là ai à? Ta không cần biết, ta hỏi mi vậy chứ vô đây muốn gì nói mau. Còn mi thằng gì ở đâu dám xem thường hổn láo với huyện quan? Huyện quan đó là mi à? Sao mặt mũi giống như con khí già? À, tên khốn kiếp to gan, quân dẫn đi cho mau, dẫn đi mau. Dương bất hảo khanh, khanh thấy ta làm vua một ngày, cảm tưởng của khanh ra sao? Dạ muôn tấu, thật là điên cái đầu. Ăn không dám ăn, nói không dám nói, bước một bước thì có kẻ quỳ người cuối. Áo thùng thình nực muôn đổ mồ hôi, vậy mà sao thiên hạ cứ mơ tưởng ngôi trời. Thà cứ để cho thần sống mãi với cuộc đời phiêu bạc. Bệ hạ ơi, thần chỉ là một anh kép hát, dù có tìm được ngôi vua thì cũng còn trơ cái mặt phân son. Đã biết thân phận mình không có chân mạng đế vương, thôi thì thần xin trả lại lĩnh thiên nhang ngôi cao chính bề, để thần được quay về với nghề xưa nghiệp cũ. Vì thần chỉ quen cái trò múa may trong thiên hạ, chứ không quen làm vua năm giữ sân hà. Bởi thần quá vô duyên nên không dám nhận đóng vai hề. Xin bệ hạ hãy thương tình anh kép hát, thần nhớ lắm rồi tiếng nhạc lời ca. Khi ngủ chợ ngủ đình bữa đói bữa no, buồn lúc thấy đêm mưa, vui khi nhìn trời đầy sao sáng. Gạo chợ nước sông quen đời phiêu lãng, gạt bỏ ngoài tai câu khanh tướng công hầu. Dương bất hảo khanh, nghe khanh kể mà ta muốn bỏ luôn tam cung lục viện, đi theo khanh để được sống kiếp bồng bềnh, khanh nghĩ như thế nào?
tâu bệ hạ, con vua thì được làm vua, bệ hạ là đứng quân vương, hãy sống trong cung vàng điện ngọc. Đừng ước mơ chi một kiếp sống phiêu bồng. Bệ hạ ơi, cái nghiệp thương ca là nghiệp của con tầm. Mới cười đó rồi liền khóc đó, lấy cuộc đời lầm giá thành chân. Kéo tơ vàng ta nở dâu xanh, sống thằng mộng để đánh lừa thực tế. Mới nấc ngưỡng ngồi trên chính bệ vừa khép màn, nhung đã thành kẻ giang hồ. Nghề nào cũng có cái khổ của nghề đó. Bộ khanh tưởng cái nghiệp làm vua như trẫm là sung sướng lắm sao? Xin bệ hạ cho thần xin lại chiếc long bào để đi kim côn độ nhật. Dương bất hảo khanh, đây chỉ là chiếc long bào của khanh trong phường chèo phường hát, mà thiên hạ đâu có cần tìm hiểu chân giả giả chân. Thấy kẻ cầm long bào mà tưởng đó là lĩnh thiên nhan, rồi rủ nhau nhắm mắt cúi đầu tung hô vạn tuế. Trong khi đó chính ta là thiên tử mà ta cũng còn quên ta, thì ta đâu có trách chi người. Long bào này khanh hãy nhường lại cho ta, lúc nào cần ta sẽ khoác vào thân ngọc. Vậy khanh ráng đông tay ta lớp tuồng sao chót, vì đã đến hồi kết cuộc rồi. Hoa lan đẹp lắm, Vinh trình bắt rồi ép khô trên cái kinh. Bây giờ Vinh đem chôn, tại Vinh bắt nên nó mới chết. Tôi phải vào bắt lại với thằng Vinh, Vinh vậy không? Thế nào tôi cũng vô tôi bắt.
mối tu là cội phúc, tình là dây quan. Nhưng tình mà chưa tỏ thì tu làm sao cho thành. Ta đem thân trong tiền bông chốc 30 năm có lỡ. Một khoảng thời gian đăng đẳng, tâm lòng ta tưởng đâu là mũi lạnh như bơ to tàn. Tưởng đời gấp bỏ ngoài tay, chẳng ai không hề lửa. Bất ngờ vừa rồi nghe mấy lời của tiểu Huệ Minh than thở, mà xúc động mối từ tâm. Trong cử chỉ hành vi khiến cho ta phải bàng hoàng ngơ ngẩn. Đây là nơi chôn chặt nỗi niềm tâm tử, như vết thương lòng e khó nổi vui xa. Như ta 30 năm mà hạnh cũ vẫn chưa nguôi, thì tiểu biệt ngày nay dầu không còn lực khắp nhà tu, ta cũng rộng lượng chúng ta mà tìm phương an ủi. Quá tên phu Vinh Vệ Minh thẳng biết thân cầu đại lạc như vừa đầu Vinh Vệ Minh bắt được con đuối ép khô rồi bỏ vào hộp đêm chơi, lại còn khóc lóc thân dây tha thở làm nhiều chuyện lạ lùng lắm. Cho theo ghẻo phá hoài mà Vinh Vệ Minh cũng không chịu bỏ, nhưng cho thở vào bạch với thầy, thầy là đệ tử có tội. Bạch tân sư, Vệ Minh chắc thanh thế nào phải có phạm giới. Đệ tử Minh chứ thân dây cốc thang đó là giờ phút tiên liên người ta tưởng niệm những điều đau khổ. Chưa cảm thiên tâm ấy, đáng lẽ đệ tử sẽ lặng lẽ cúi đầu, anh sao lại dân theo ghẹo ta. Huệ Minh phạm giới sắc xanh, để rồi đến thầy suy nghĩ. Còn đệ tử từ này, nếu còn cái đôi Huệ Minh, thầy sẽ phạt gì thêm một thôi. Mô Phật, đệ tử dần mở Huệ Minh ra đây cho thầy thử việc. Mô Phật. Mô Phật, bạch ra công sư cho gọi không có đề chi dễ bảo. Vừa rồi, tiểu Huệ Minh thấy con bắt một con bướm bỏ vào hộp và đem chung. Tại sao lại có những hành vi lạ lùng như thế? Đã đem thân lên giữa cửa thiền mà lòng trần chưa đoạn tuyệt, thất tình còn dương thì nghiệp chưa còn mang. Thầy chẳng đệ tử sắc diễn rõ vàng thì kỹ lắm. Vậy thì tiến với đệ tử công phu hai buổi sớm đại tự mình tìm phương giải thoát. Từ nay chuyện thế gian tôi dệt lại, chốn Phật đài tưởng niệm chắc trong. Cái tầm nếu chẳng tạo ra nhân, thì kết quả khỏi trở về với anh. Cõi vô có ngày được thanh thơi, còn cuối cùng mà dừng lời anh tư đã chỉ dài. Bao qua nhiều qua nỗi niềm mà thắc mắc, bao qua nhiều khổ cầu ôm ấp mà bay lâu ơ. Cái tầm cây còn quyết tâm đoạn, dù trông mà giết thiết luôn tâm tâm mà hồi. Tốt lắm,
để tử nhà cơ thần giỏi giúp bất đại tham hôi được cái cầu nguyện giúp cho. Nam mô Như Lai ứng cung chánh biên chi minh hạnh phúc tiện thể thế gian dạy vô tưởng sĩ điều ngự tưởng phu thiên nhân từ Phật thế tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Dạ xin chào ông đạo. Mô Phật, đây là chùa Phật thầy tới đây có chuyện gì? Ông đạo làm ơn cho tôi hỏi thăm. Thầy muốn hỏi thăm điều chi? Chẳng biết trong chùa có ni cô nào tên Lan không? Chùa này không có ni cô. Vậy từ tháng 2 năm ngoái tới nay có người nào đến quy y không? Có, nhưng không phải tên Lan. Người ấy ra làm sao? Người ấy tứ tá không cao không thấp, hình dốc không ốm không mập, gương mặt không tròn không dài, tiếng nói thật tâm như chú ngân, mà cặp mắt lúc nào cũng như đầy nước mắt. Nhờ ông làm ơn vào nói với người ấy có tôi tên là Điệp Tây Thâm, không bỏ tôi thầy. Chú ấy không tiếp ai hết. Trước kia có một vài lần người ta tới hỏi thăm, nhưng chú không chịu ra, bảo nói dối rằng không có chú ở đây. Nhưng ông cứ vào nói có một người tên Điệp thì chú ấy ra lập tức. Sao lạ vậy? Chú ấy tên Điệp mà thầy cũng là tên Điệp nữa. Phải rồi, chú ấy giận cha mẹ họ hàng nên mới mượn tên tôi mà đi tu. Bây giờ chú chỉ tiếp có một mình tôi thôi. Vừa rồi chú ấy và tôi mới bị hòa thượng quở phạt. Chú đang buồn chắc không tiếp ai đâu. Chú ấy làm gì mà bị quở phạt? Kìa, thầy không công thấy à? Chính giữa một cái mã cao luôn. Thầy mã thấp, chú ấy đem trông lấp, sát đương với cành làng, đương khổ làng đã tàn. Con dao bay chẳng ngang đôi đằng, Phật rõ ràng nào say. Khóc thang lâm dâm dứng lại, vì thấy chú ấy sát sinh, sợ lấy tội tình, luật ở chùa dưới điềm. Thế nên tôi lên mặt thầy mới bị đầy cả hai. Ông đạo ơi, mô Phật, tôi từ xa tìm tới đây là mong mỏi cùng người quen được gặp, xin ông miễn chút từ tâm. Không phải tôi muốn làm khó thầy, không vừa rồi tôn sư mới ra lệnh nghiêm nhặt, nếu tôi còn nói chuyện vừa lôi thôi với chú ấy nữa, lỡ tôn sư gặp, tôi phải quỳ hương tôi một tháng rồi thầy. Vậy thì bây giờ ông không còn cách nào giúp tôi được sao? Thế là tôi phải về. Thiệt, thấy tình cảnh của thầy tôi cũng muốn giúp chùm, nhưng biết làm thế nào. À, hay là chỉ có cách này? Cách nào ông? Thầy bước nói lại đây, tôi chỉ cho thầy xem. Đây, sợi dây này là để cho khách thập phương mỗi khi tới chùa giật chuông, cho chúng tăng ra mở cổng. Bây giờ tới chiều, thiên chú ấy gác chuông, để tôi đi tránh vào xong rồi thầy cứ việc giật chuông cho chú ấy ra mở cổng. Chừng gặp nhau, thầy muốn nói gì đó thì thầy nói. Ừ, hết sức cảm ơn ông. Mô Phật. Thôi tôi vào. Kìa, chú ấy đang ngồi tưởng niệm và lần chuỗi bồ đề dưới gốc cổ thụ kia. Đó, đây, phía bên này, đây. Ôi chưa đầy hai năm mà một vẻ đẹp thì mỹ kinh đâu trước kia. Bây giờ đã qua ra hình dáng một nạn nhân khốn khổ. Em Lan ơi, tội tình chi mà em thấy đoạn đầy.
cổ sờ hồng dân hồng đầy em dân. Nay anh đã giúp những đứa con quen, anh tìm đến đây cùng em tạ tội rằng bước đem em trở về. Mỗi riêng xưa cùng nhau ta nói lại để đành những khổ đau. Ôi tiếng chuông đung chắc tới tiếng em thật thầm, em bất ngờ anh đã tới đây. Nỗi mừng vui nào hơn được lúc này. Anh Diệp, em Lan, anh đã ly dị với Thi Muốn, anh lên đây để rước em về. Không thể được, hết rồi. Mở cổng cho anh vào. Không thể được, anh hãy đi về, đi đã hết rồi. Tài lắm, Lan đành cắt đứt giấy tuyên. Bác thầy có vũ cấp điểm đến. Mời người vào. Mô Phật Bạch Hòa Thượng. Mô Phật Bạch Tăng xin chào ngài. Ngài có phải là Vũ Cắt Điệp mà cách đây mấy tháng ngài có đến chùa này một lần? Bạch Hòa Thượng, phải. Ngài vừa tới cổng Diệp Chuông để gọi Trung Tăng ra mở cửa thì có một chú tiểu vội cắt đứt dây chuông rồi ngất xỉu. Lúc ấy ngài đi luôn không vào chùa, và từ ấy tới nay cũng không khi nào ngài trở lại. Bạch Hòa Thượng, trong lúc cắt đứt dây chuông, tôi vì cảm xúc quá nên cũng té gục trên cổng. Chừng tỉnh lại nhìn vào chùa thấy bôn bề dân ngắt nên ngậm ngùi lặng lẽ ra về. Ngài có biết đâu, sau khi ngài đi rồi, chú tiểu y phát bệnh nặng. Những lúc mê sảng thường kêu gọi ba tiếng Vũ Cắt Điệp luôn. Bên nay xuất thân đã vô phương cứu chữa nên Bần Tăng mới cho người đi tìm ngài tới đây. Bần Tăng cũng vẫn biết sống chết là một lẽ đương nhiên, sống có điều làm cho Bần Tăng không yên lòng là chú ấy cứ này nỉ khẩn cầu xin Bần Tăng chứng minh cho chú ấy trao gửi nỗi niềm tâm sự. Điều ấy Bần Tăng có thể nhận lời. Ngài cũng giữ biết dùm cho Bần Tăng ngày nay đã ngơ lấp chuyện hồng trần. Lòng thanh thản hồn nhiên bước cửa từ bi sao nỗi thị phi tai chẳng buồn nghe mắt cũng trong buồn trong thấy lửa. Không sắc đã thay cho danh lời tự giác giác thái lục tự di bà vô biệt niệm cách 30 năm mà trong quả vẫn chưa còn. Ngày nay cũng bởi tiểu quê mình anh đã mang nghiệp quán chưa dứt kiếp còn nặng nề trong bệnh điều nơi sống mê bể khổ nên bình tăng xem tầm tầm mỗi mòn. Đã 3 hôm rồi yêu cầu
bành đạo chứng minh trùng rời chút niềm riêng. Bành đạo đã xa thanh khổ hành luật tu hành không thể nhận, chứ có phải đâu sắc xe là loại vô tri, có cây là loại vô cảm mà chẳng thiếu tâm chẳng mất con. Hòa thượng ơi, người buôn quằn quại là một nạn nhân, còn chính tôi là một tội nhân. Ấy cũng vì nghịch cảnh tôi nên xin hòa thượng hãy đồng độ xót cho kẻ đã bao lâu nay cùng chung đau khổ một tâm hồn. Mỗi đêm mà thân nuôi chốn muôn đặng tìm phương giải thoát, những tên lốt thành dương vương tan niềm gian cố, nào ngờ đông công hàng dân được vết thương lòng. Anh cùng con đường ta là quên những bối không thể quên, anh đã thành ra khổ thần. Những thời bình thế rất ngặt nghèo, thành sắc em đã biến thiên hình thế đã tiêu đau em. Sống quá khỏi đêm nay, trước cảnh nguy dông đành ăn cũng tính cho xong để yên lòng. Trong cơn hết hơi, bởi vì bao nhiêu phép tắc ở chùa bông ngày xưa mình chấp tin có khi cũng phải tùng thừa, giờ phút này mở rộng lòng bác ai bao nhiêu chấp niệm, dù ai có phép tội lỗi gì đều để hết cho bằng tăng. Vậy đây mạnh heo ca xa ngày toàn giàu đi, huệ thông huệ trí để tử hai chút đèn lên rồi ngày vào hậu liên, ngày giả giả bằng tăng để hiện huệ minh sao gửi nỗi niềm tâm tình. Ân sư ơi, ân của ân sư dân sinh tạo biển đời, Đức Quang sư đã gọi nhìn giảng dập đạo, ân sư đã đổ khắp chúng sanh. Ân sư ôn một lại này đệ tử gọi là chúc lòng thành đệ đền đáp và từ đi. Ngày ôn ngày chưa qua nhọc tâm mà bằng tăng thêm tổn đức, ngày hái bình thân đi để lại này, ngày lại phật thì phải hơn sự trung bên. Bằng tăng chưa hiểu hết chẳng may đạo huệ minh thánh mạng có bảo quan, mấy lâu nay tiếng kệ câu kinh tiểu huệ minh
đã dài trong tam môn dòng ấy lưỡi dầu chưa rủ sạch nhưng tăng bất kiên cho rừng trong sạch tài mà dương đã thảo nhìn trong cá có lẽ rồi đây cõi tây sẽ được hưởng phước thanh ngày thứ mưa lòng quế thanh thơ quế tiên thơ hãy lời thề dẫn huynh Vệ Minh hòa thượng đây là cầu xin của huynh nên vào đây huynh muốn tỏ điều gì thì cứ bạch với tôn sư đi. Huynh Huệ Thân Mô Phật. Bây giờ là chừng nào rồi? Hết canh tư, bước sang canh năm. Ôi, tay lăng mộ chuông cho tâm thân đi nhẹ nhàng tốt lý. Nhưng mà mắt nhìn cảnh giấc cõi lòng chưa giải thoát hồng trần. Trong khuê hương mà chẳng chung tử phần nỗi đau khổ lại cha già sinh lưỡng tôi duyên phận sao tìm hơi phật tử thân bọt bèo nhờ sư khổ lòng dung tình ân xuôi đã con dài đành đời kiếp lai sinh số mạng bạc tôi đây đã cam liễu hết nghiệp quan dấu hết mà phúc quả chưa còn như tôi đi dâm về tình lỗi đau làm con thì tội bất hiếu kiếp nào chuốc được ân xuôi vui tình mà thương chắc thế đạo khổ hạnh tội quá thông qua cổ mượn tên đẹp này nặng tôi dẫu thương nhau đau đầu và ôi hãy đất trời tại vì và đâu nỗi ly về tôi nơi sầu chẳng chắc biết nghe gì em chỉ khờ gì em mà anh phải có nghĩ thôi để một mình thân em ngày say chết không dùng em rồi Em lên. Lòng thêm chân tối niềm riêng
em ơi muôn dặm xa xôi xin em giữ vẹn hương nguyện để cho người cô lữ khói nặng mang đều tuổi hằng hâu canh hồng ngơ ngẩn nhìn bóng trăng khuya soi lặng lẽ giữa đêm trường. Cánh giấc mơ màng say giấc đẹp dưới trời sương con chẳng tối lòng người diễn khách cô đơn ngoài biên ải lạnh lùng sầu dương theo ngọn gió giải phân tầng lưỡi thứ mà hồn quê còn theo dõi mộng gia đình nhớ buổi biệt ly lại thảm tuôn dòng khúc hận chia liền phương ta đặng thành câu niềm riêng mang nặng cánh cánh bên lòng nhớ bạn quyền phòng vàng gió nếp xuân say thay đời cô lữ dân trời hiếu quanh còn giống tới người thiếu phụ chân ngọn đèn khuya mơ hình bóng chinh lăng ngoài dặm dặm núi mây ngàn bên về đất lùng tanh tàn do nước nhịp nhàng rừng đào sáng mấy đoạn tơn lòng rung động nhịp hoài mong nắng lơ nhìn cỏ cây dân vẻ lạnh lùng tâm hồn như phủ che một màu đen u tôi bây lửa duyên chưa đen đúng mà chia thôi câu ấy âm dẫn đượm nồng mùi chung thủy ôi lòng anh càng sắc téo niềm thương nhớ bạn xa tâm mỗi mòn chiếc bóng sâu đêm thắt khoái đời tình hồng nông mịt mà cơn hơi lửa tiếng cho đôi ta kẻ thần người sợ tâm thương nhắn tờ như vàng lạc giữa rừng khuya anh tường dẫm tường thương do chân ta tâm còn em chịu tận chẳng đông vui lẽ chung loạn phòng câu canh đó lệ phần dầm chan xanh áo
màu son. Sân đôi dây còn gánh nặng nở sân hàng, vì bổn phận mày đâu nên đành xem nhẹ tình nhà. Cho anh bao nở phủ phàng duyên tơ tóc, em mối ân nặng tổ bất nghĩa cả non sông, anh chưa có mãi mãi đền đáp lại cho tròn. Nên tình riêng này cam lâm nỗi tan thương, em có thua hiểu lầm nhau, xin tha thứ cho người đang chịu ngàn cay muôn đắng. Không có xương nở gối chân, không có lay chuyển chi tàn bồng. Ra đi để vợ phòng công, đêm dài trần tóc phận làm cây. Anh đành cam lỗi bởi tình yêu, tổ quốc anh quản vì hiểm địa gian lao. Dài đắng đắng tối qua anh trở về làng cũ, anh viên lại nhà xưa. Thôi ôi binh lửa đã gieo tiếng tàn, lên khắp nẻo đây là tổ tiên của đôi ta ngày xưa cùng nhau xây dựng. Nay còn một đống tôi thân giữa vườn quan vắng lành. Cảnh đau lòng anh nhớ nhớ mấy cho cuộc đời dấu biển thế tự thân tâm. Hỡi bàn tay độc ác của định mệnh cách thế, sao nở tâm tàn phá cả đài trăng. Hạnh phúc của đây đưa đầu xanh. Cảnh cơ tất đều hiu có loạn giường vây, như bơ thờ nó lớp giật vô khí vô giấc mà về hữu tình. Anh bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa, kìa bên không liệu với ngọn hương tơ. Đôi ta tận tình dây nhau ra nhìn cơn gió lạnh xuống mây trường. Rồi nay đây cơm liễu đã trở thành dân bóng người yêu, cả vũ trụ như quan tàn như sụp đổ. Em ơi lầu mộng đã tan tành, theo nước mưa cuốn bèo tối. Cảnh tượng này làm tan nát lòng anh, dòng trong như con vừa lấp mơ mặt thám chứ cao. Thank you.
nhắm ngồi vì ta dương luôn đoán đúng lòng anh não nở tay tay như mây đất kim tâm trở về đây nhìn cơn cũ nhẫn mắm theo phong tường lông nơi đỏ nó lối đi xưa là vàng cũ vì dơ vết điêu tàn vì quên lửa đau mình. Dẫn chia tay tất cả đôi nơi người biển cả sẽ ngon thành nơi mưa sương tiếp bao lần nhưng tâm anh tình lòng anh còn thấm đượm anh không sợ em vì không biết cần dài dặn chia biên máu này thôi nó khóc vẫn tiền duyên. Thời ơi bao nguyện ước đã tan tầm theo bọt nước mong vàng tan khi tỉnh giấc quỳnh hương kiếp vô duyên đầy thấm hận đoạn trường đời ám đảm như chiều sương mưa vô. Em ơi tôi bây ba sinh hương lửa ai nỡ phân chia người gốc biển kẻ chân trời. Giữa tối qua niên cuộc đời em còn nhiều mong ước nay sớm chịu lỡ làng duyên ta tóc chiếc bông cô phòng mà lặng lẽ đêm xuân qua. Em đã sụp sùi đổ lễ phân ly thì tâm can nào không nát tan tâm mình ruột gan ai không thắt theo đoạn đường. Anh mong lòng son sắt chữ tâm đồng trăm năm di tát dầu cho vật đổi sơn dời sân cùng thủy tận em cũng đừng sao lãng mà dâm phụ tâm chung tình cho yên giả người đang vui tiếc nằm sương để tử cho toàn bộ thân dâu mày đối với nước nhà. Non sông đến ngày tàn khói lửa lặng không yên qua hồi chiến chinh lao khổ anh trở về cùng em cạn tỏ nổi hằn hết cơn mỏi mòn vì thương nhớ ta sẽ cùng nhau hôn nở nơi lại những khúc đàn xưa như tiếng đồng tơ vàng. Đã từng thi gian với bao nhiêu thân dân mà có thủ phàn dình giữ duyên ba sinh giường keo sơn gánh chặt mặt tình cho tâm mơ
động chết dân, đôi ta vẫn nặng lời thề, con đảo nghĩa tàu khang. Bản tình chung nơi quê phòng mà quạnh quẻ, với bất nỗi niềm sầu tôi thiết tha. Tuy rằng nay còn mưa dẫm cách xa, nhưng bình minh phía chân trời vừa rừng ánh, hứa hẹn đôi ta buổi hội ngộ tàu cùng. Chờ quá ưu tư để tâm càng khô héo, trong dẫn đêm buồn lạnh đều. Em tựa cánh sông xưa ngẩn nhìn khoảng bao la vô định, em anh nhớ đến kẻ cô đơn hiu quạnh trong biển trường. Đang nhìn em mà ruột tầm đầy đoạn dân, dân tin tưởng bạn chúng tình còn giữ vẹn tấm lòng tôi. Ai? Ai? Mặt mũi xanh xao, tóc tai giả dưỡi. Đừng, đừng giận, đừng giận mời. Anh, mày chạy đi đâu? Thật buồn. Cô là ai? Làm gì gào khóc và toan đuổi theo ai? Cô, nhà cửa cô đâu? Tôi không biết ở đâu và sẽ đi đâu. Cô không nhà? Nhà của tôi lót bằng cỏ, lót bằng sương, vách bằng lá cây rừng. Quả thật là người, một người đau khổ nhất. Tôi không biết nên cười hay khóc khi ngày mai mờ mịt hướng đi rồi. Tôi muốn thiết muốn la cho vợ đất lòng trời, nhưng cổ họng đã nghẹn lời lại sẵn sàng để hành động sát nhân. Phải, tôi muốn giết đi một kẻ bất lương, nhưng sức mồm không làm gì nó được. Tâm sự tôi sẽ truyền miên bất diệt giữa cuộc đời tàn nổi trôi mưa. Nhưng tôi muốn biết cô là ai, có việc gì muốn khúc lại kêu lên những lòng lẻ qua bi thương. Hãy nhìn tôi như ngọn cỏ bên đường, bị vùi dập vì một cơn gió lốc. Nhưng cơn gió lốc nào lại nhẫn tâm tàn bạo, đã sâu đầy xem cô quá tàn tạ bởi phong sương tranh muôn dòng đường trường. Hình dốc đó tại sao đời không thương xót,
lại đành lòng người dập thêm chiến. Tôi với cô tuy mới gặp nhau đây mà niềm thông cảm như có từ kiếp trước. Nếu không chê tôi là kẻ lang thang thất nghiệp thì cô sẽ có một bạn đường hiền. Lại mong theo tôi để chuông dùi tên tuổi trong kiếp ăn mài đổi khác tanh hôi. Không sâu kiếp kia trời đất để riêng tôi, ông còn trẻ hãy bước vào đời mà phấn đấu. Đừng thương tôi bằng niềm xót xa bé nhỏ rồi trọn đời mai một tuổi xanh. Hãy nhìn tôi tìm hiểu mọi bất công đang dài xéo những tâm hồn. Còn riêng tôi quá đê hèn bằng tiếng, mặc ai làm gì cho quá giá thì thôi. Tôi không cầu mong hy vọng một ai cứu tôi thoát cảnh đời tâm tôi. Vậy mà chỉ đừng thương cầm hoa dài mà phân hương đã tàn quá lâu rồi. Kìa, trời chưa sáng hẳn, lĩnh bà mang gói định đi đâu? Mã Di đừng làm kinh động, hãy để ta trốn đi tìm kiếm con ta. Bà ra đi đường cách trở xa xôi, tên hầu cần biết bao giờ gặp mặt. Dầu bao lâu, dầu quang sang ngăn cách, Bạch Ngọc Tuyền vẫn nhớ tới Mã Di. Nếu bà không khinh bạc kẻ tanh hôi, xin cho phép tôi đưa bà dài dặm núi. Người đưa tôi đi. Dài dặm mấy tuy không gì đang nói, nhưng cũng làm cho Mã Di vơi bớt nỗi u buồn. Sau khi bà đi chắc Mã Di cũng rời khỏi dinh đường. Bà trở lại với kiếp ăn mài sương gió, tôi quay về với cuộc sống lang thang. Sợ rồi đây không có bụi trùng quang nên tôi mới xin bà dài dặm, để khi chia ly còn khắc ghi kỷ niệm của một ngày buồn mà Mã Di đưa tiền. Mã Di ơi, người làm cho tôi không cầm ngăn nước mắt, nhưng tôi muốn biết tại lẽ gì người lưu luyến mến thương tôi. Bà ơi, tôi cũng không biết tôi có thương mến bà không, mà khi nghe bà nói tiếng ra đi thì tự nhiên lòng tôi xao xuyến rùng mang lên như khiếp sợ kinh hoàng, và cảm thấy niềm cô đơn xăm má chiếm trọn tâm hồn. Tôi vẫn biết nếu bà còn ở lại thì tôi cũng chỉ là tên hầu dễ mà thôi. Bà cao lương tôi côm hầm canh hôi, ngài đứng ghét tối quạt hầu bà ngu. Vậy mà vui mà ấm êm trong dạ, nên kẻ này rất sợ cánh lìa xa. Dầu rất sợ nhưng không làm sao vì Mã Di đừng lưu luyến tiền đưa chi.
phải, tôi cũng biết thân phận mình hèn mọn quá, đâu có quyền gì cầm giữ một người đi. Lưu luyến nhiều càng khổ lúc chia ly, trí hiểu vậy nhưng mà lòng không muốn vậy. Tôi bên tiếc từng giây từng phút trước khi bà biến mất về đâu. Bà không thương cũng tội nghiệp mà gì, xin cho phép tôi đưa bà ra khỏi cổng. Một quàng ngắn nhưng mà dài vô tận đôi với tâm tình nhỏ mọn cu ma di. Lẽ nào bà từ khước với tôi một cần dễ hơn năm dài hầu ha. Nhưng mà thôi nếu lệnh bà không muốn vậy thì ma di xin cáo biệt lệnh bà. Khoan ma di, không phải tôi tiếp một quãng đường ngắn ngủi, nhưng tôi chỉ sợ kéo dài giờ lưu luyến càng gieo thêm buồn thảm lúc chia lìa. Tôi ra đi sẽ không quên được ngày này, còn gặp gỡ hay không gặp gỡ đời vẫn nhớ mà gì. Nếu thương tôi xin đừng tiễn đừng đưa, dầu một bước cũng gieo sầu gieo buồn. Tôi đang khóc và khóc thật nhiều hơn nữa khi bắt đầu tự biến nơi đây. Mỗi bước đi trên dặm trường sương gió, kẻ ăn mày Ngọc Tuyền. Em Mã Di, chị đã đến từ chiều lãnh nuôi đứa bé và vừa trở lại đây để trị bình đinh chung. Chị cũng đã hiểu em. Vâng, em đã yêu và đã khổ. Mã Di, chị khuyên em đừng si, đừng lụy, đừng ước mơ vọng tưởng chuyện quang. Phải biết phận em là một tên quân hèn hạ tầm thường, còn Bạch Ngọc thuộc hàng khuê cát chứ không phải ăn mày như em thấy vậy đâu. Chỉ chưa yêu nhưng rất sợ yêu, không chấp nhận mọi thứ tình cao dòng. Em là trai với tuổi xanh đầy mộng, thì hãy bình yên tao dừng lại đôi mình. Vâng, em xin nghe lời cô chị. Ai khóc trước thiền môn nghe thảm thiết, giữa đêm trường rai rứt cả tâm can. Lá bồ đề phủ kính cửa tam quan, như giọt lệ khóc than người tu niệm. Tiếng chuông mõ ngân nga vọng lên từ nơi chánh điện, như những tiếng sầu thương đưa tiếng một linh hồn. Ôm thay cha lệ trẻ khô rơi nguồn, nơi thiền môn tháng ngày khổ hạnh, cha đã quen mùi chai lạc muối dưa. Cũng vì ai nên cha phải chịu hàm quan, rồi bị sư ông đuổi ra khỏi cửa am thiền. Có phải chăng vì nghiệp chướng tiền khiên, kiếp trước nặng mang kiếp này cha phải trả. Cha
ruột. Nhân công ơn nuôi dưỡng của cha còn cao cả hơn biển rộng sông dài. Cảnh tử biệt sinh ly con luống nhưng ai hoài. Tám năm qua cùng cha hổ hỷ khi kim cuối trên ngàn, khi quét lá trước thiền môn. Con cũng tưởng đâu sông văn bóng mẫu thân nên mồ côi mẹ từ khi còn tấm bé. Có ngờ đâu cha nặng mang đều khổ nhục, con chỉ là dưỡng tử minh linh. Kể từ khi con trẻ mới chào đời bằng tiếng khóc tu qua, con đâu biết được ai là người đã xẻ thịt banh da. Và cũng không được ấp ủ bằng lòng thương của tình mẫu tử. Cha đã ẵm con đi xin từng giọt sữa giữa đêm trường để nuôi sống hài nhi. Tiếng đắng cay lẫn tiếng thị phi đều đổ trúc lên người tu niệm. Cõi lòng bác ai không bờ không bến, dẫu bị những trận đòn nát thịt tan da. Giữa làng cha chịu khảo tra, chấp tay chỉ niệm Di Đà mà thôi. Nuôi con từ ấy nhẫn nay, quyết lòng tu niệm đắng cay chi sơn. Nợ quan trai tiền khiên đầu mạng kiếp, trúc hơi tàn vĩnh biệt cõi trần nhớ. Cha thắt đi bỏ trẻ dại bơ vơ, đường u hiển rẽ chia tình phụ tử. Cha ơi cha lìa bỏ trần gian sang bên bờ cảnh giới, để con thơ vời vợi mối thương sâu. Cha thoát trong khi con mới 8 tuổi trên đầu. Từ đây khi pha trà cúng Phật lúc hương đèn chuông mỏ công phu, trước sau nào thấy cha đâu, nắng mưa nhưng gọi mái đầu trẻ thơ. Nơi miền am tự bơ vơ, con đành thui thui sớm trưa một mình. Còn nhỏ dài biết có nhờ ai an táng thi hài. Nhìn xác thân cha con đức nối lệ u hoài. Mai thảo lư bốn mùa nắng gió, áo nâu sồng da trước bọc đùm sau. Nhớ câu bác ai từ bi, cha đâu quản lời thị phi thiên hạ. Cha nuôi con trong nhọc nhằn lao khổ, đến ngày nay con mới được nên người. Tiếng cha về an giấc ngàn thu, chỉ nghe lá bồ đề lìa cội di du. Và côn trùng quả mãi bán nhạc sầu thiên giang cổ. Lệ sương rơi ba mấy dòng lệ trẻ con nghẹn ngào ôm lấy thay cha. Trước 8 quán cây cỏ điều hiu, ngọn bạch lạp khi mờ khi tỏ. Khỏi Tây phương cha về hầu Phật tổ, để cho con thương nhớ đêm ngày. Cha ơi nửa mai trăng nghiêng vỏ vàng soi Phật tử. Hồn cha phượng phất non bồng, thương cha lao khổ não lòng con thơ. Kinh Đức Phật Như Lai, con nguyện hiến trọn thân này cho lý tưởng cao cả của Ngài.
con hoài bão được quỳ gối suốt đời dưới chân ngài. Tìm được nơi đây một chỗ trú ẩn yên ổn nhất, trong khi ngoài đời mọi người đã phủ rải, đài đọa thân con một cách không thương tiếc. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch sư huynh, có người tìm. Ai đó, có quen không Mê Sơn sư đệ? Dạ không. Một thiếu phụ lạ, trẻ, sang và rất đẹp. Sư đệ ra bảo không có ta ở chùa này. Mô Phật. Anh Húc Phi, anh định trốn em sao? Mô Phật, có lẽ bà nhìn lầm. Tôi không phải là Húc Phi, mà là nhà sư Bác Ma. Không, em không lầm. Chính Húc Phi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em kia mà. Em gian anh, em muốn nói để cho lòng em vơi đi sầu khổ. Mô Phật, tôi không muốn nghe. Em bắt Húc Phi phải nghe kìa. Không, tại tôi không muốn nghe những lời bà kể lại. Mắt không còn muốn thấy hình dáng. Liễu Nhi, mì trốn ta đến đây làm chuyện đồ không bãi tổng à? Dạ không không, em xin ngài. Mi còn muốn lấy giải thưa mà che mắt thánh à? Những giọt nước mắt còn rạn rạn trên đôi má phấn. Mi đã khóc cho tình nhân mi có phải không chứ? Thầy chùa mà đẹp trai quá hèn gì. Thưa ngài tổng đốc, xin ngài bất nông dân, để cho tôi phân giải đôi lời. Tôi dung là kẻ tu hành. Thôi ta không muốn nghe những lời thốt ra từ cửa miệng, những lời dối trá điêu hoa để gạt gẫm người ta. Mì khoác áo cà sa mượn danh từ tu niệm, để che mắt thế gian làm những chuyện xấu xa. Thưa ngài thống đốc, xin ngài bình tĩnh và sáng suốt hơn, đừng quá dối hồ đồ mà kết tội kẻ hàm quan. Tôi sợ rồi đây khi hiểu ra ngài có mong lấy lại những lời buộc tội du dơ mà ngài vừa mới thốt ra. Mi dám bảo ta hồ đồ nói hoàng thức cho mi, nếu ta không nể chỗ tu hành thì đầu mi rụng với thành gươm. Dạ tôi xin ngài hãy nghe lời thiếp phân đó nguồn cơn, tất cả tội lỗi hôm nay thiếp xin một khi mình nhận chịu. Chú Húc Phi là kẻ tu hành lòng chánh khen mi có ghen gánh tội, mi hơn thằng Húc Phi hèn nhát đáng khinh khi. Kìa hòa thượng, ngài có thể tưởng tượng rằng trong khi ngài đi vắng, đệ tử yêu quý của ngài là Húc Phi để dụ dỗ nàng hầu tôi đến đây để hai đứa nó tư tình trước mặt Phật nè. Trời, Húc Phi thật vậy sao con? Bạch thầy, im đi, đừng toan chữa lỗi. Hòa thượng, tôi yêu cầu hòa thượng phải đuổi tên này ra khỏi chùa lập tức. Nếu không tôi sẽ lấy quy quyền tổng đốc mà không dung thứ nó. Quân sĩ, dạ, lôi đầu cũng tiện tỳ này về dinh cho ta hỏi tội. Chào hòa thượng. Bạc ma con, mô Phật, con hãy vào trong sửa soạn đồ đạc đắng lên đàn. Bạch thầy, thầy nhất định đuổi con. Con ơi, công tình bấy lâu đăng quả, nay phải đành đêm thả giữa dòng sông. Nhìn con lìa chùa cõi áo nâu sòng, lòng thầy đớn đau như ngàn dao cắt. Nhưng thầy cũng không làm sao khác được. Thầy ơi, chỉ vì nghe lại cái câu chuyện tình năm trước mà con phải cắt bước ta lìa Minh Sơn tử, để cho thầy được bảo toàn danh dự, thì dù nát thân con đây cùng dâng lời. Nhưng theo ý của con thì tất cả người đời trước khi bước chân vào chùa đâu có phải hoàn toàn sạch sẽ trắng trong, cũng như con hầu hết những người tự nguyện bỏ cuộc sống trầm luân theo ánh hào quang của Phật thì đều là những kẻ bị ích nhiều dục vọng dìm sâu trong vùng bùng trần thế. Con đã tự nguyện hiến thân cho Phật, sao lòng trần chưa rửa sạch mọi sâu xa, đã khoác vào mình chiếc áo tăng già, ly đâu để dục vọng trồn lên bản ngã.
họ có ngồi lên để chạy vào nhà Phật tìm lén sống trong ánh đạo vàng. Lý tưởng của Đức Phật là một thứ nước tiên giúp cho họ rửa sạch cuộc đời tàn. Thì dù cho có sám hối suốt đời chưa chắc đã tẩy xong tùy vết, còn con mới phạm lỗi lầm ngoài ý muốn, từ lẽ nào nhà chùa đóng cửa xô con ngã lại dùng bùn sâu. Vì con chỉ nghe lại lời lẽ của người yêu cũ bằng đôi tay của một kẻ chân tôn. Nhưng quan tổng đốc đã ra lệnh, và con cũng biết uy quyền của tổng đốc là thế nào. Thôi con hãy nghe lời thầy là hơn, chúc con thượng lộ bình an. Sư phụ, sư phụ. Thưa cha, con đã thực rõ mọi điều quán ức, khiến cho con phải bỏ nhà chùa để xây dựng lại một cuộc sống mới. Một vì con, con phải trở lại chùa để bị đuổi quán ức một lần nữa sao cha? Đồ bất hiếu. Thà là con mang câu bất hiếu, nhưng con không làm khác hơn được. Con phải đi ngay, xin trả lại cho cha sợi dây chuyền có nửa tượng Phật mà cha đeo cho con bấy lâu nay. Xin từ giá cha con đi. Hột phi, hột phi con. Thế là hết. Có hai đứa con mà cũng như không. Đứa con lớn không biết thật lạc ở đâu từ khi vừa mới lọt lòng, còn đứa con nhỏ tưởng đã an thân trong cửa Phật, nào ngờ lại điên cuồng chạy theo dục vọng, đầu đuôi gì cũng tại con Liễu Nhi. Đã có chồng rồi mà còn đến chùa tìm kiếm nó làm chi? Rồi phản bội vẫn là phản bội. Cha ơi, con không phải là người phản bội phụ bạc hốt phi để mang tiếng tố, ta là người đoán hầu dầu cách xa nhau dạng dặm quan sang, cũng không bao giờ con có ý nghĩ sang. Sở dĩ duyên nợ phải dở dang ấy chẳng qua vì hoàn cảnh, mà nghĩ bốn phận làm bị con thì con mới phải thêm hiếu nặng hơn tình. Con bị người ta mua về làm hầu thiếp là con chết hết nửa thân mình. Tim con đã âm thầm dẫn chiếc khăn tang, khóc cho duyên nợ trai ngang tay. Con cầm chiếc khăn kỷ niệm của Hốt Phi cắt thành đỏ hoa héo úa, và thất thiểu tự mình đem chôn vào lòng đất lạnh như chôn chặt đời con. Ngày đêm con hướng về quê nhà, con lại mẹ cha khóc cho mối tình ngang trời. Trời xa gửi ánh nguyệt tà tối suốt cho thần hoa đông y báo loạn tới đời. Thưa cha, con đến chùa là để cho anh Hốt Phi hiểu hoàn cảnh của con, cũng như hôm nay con đến đây là để giải bài ẩn khúc cho cha được rõ. Lâu! Người đến đây là dẫn đường cho ta bắt lão quân sĩ lôi Liễu Nhi về. Dạ. Trời, Liễu Nhi đã giải giờ than khóc để dẫn Tha Đạt đến đây để bắt ta. Phải, Liễu Nhi đã giúp cho ta tìm được ông. Sao ông có bằng lòng đưa tay chịu trói chưa? Ta bằng lòng, nhưng kiếm của ta không bằng lòng. Quân sĩ hãy có chân. Quân sĩ. Dạ. Trói lại lão kia. Hầu phi con trai của lão đâu? Ta chẳng có con trai nào tên Hốt Phi cả. Đừng có chối cãi. Ta đã nghe Liễu Nhi gọi mi bằng cha rõ ràng. Thế là Hốt Phi đã trốn ở đâu chứ? Chỉ đi không thì mất mạng bây giờ. Mi biết không, mối thù đang chồng chất trong lòng ta, nỗi hờn ghen đã bừng cháy trong tim ta. Ta phải trả thù. Bây giờ không bắt được Hốt Phi, mi là cha phải chịu tội thay thế cho nó. A Lạc, một mắt nói cho ta. Dạ. Khoan khoan xin ngài dung tha cho người già nua cao tuổi.
Nếu Hốc Phi có làm chi nên tội thì tội ấy cũng do nơi xã hội chẳng công bình. Gây nên bất mãn thương đau cho muôn vàng dân lành, xã hội không giúp đỡ họ tìm mưu sinh kế lại nở đỏ đài trong khổ ái trung chuyên. Đó là một trong muôn vàng nguyên nhân mà Hốc Phi là nạn nhân của cường quyền bảo ngược, nên lòng chàng nảy sanh ra niềm quốc hận quyết lìa bỏ mong đế rửa hận cường quyền. Con làm cha phải chịu thế, còn kể lễ nổi gì nữa. A à, Lạc móc mắt nói cho ta. Dạ. Trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ở đó mà mô Phật sẽ tới ông nữa bây giờ à. Họ nói đó để tìm kiếm bắt Hốc Phi cho ta. Lão ba, lão ba. Hốc Phi con ơi, con có hiểu rõ cho nỗi khổ đau của thân cha già đơn quanh. Từ đây phải sống cô đơn trong thảm cảnh mù lòa bông quang. Màu đen tối của đêm thâu sẽ bao phủ kín một đời người khổ hận sầu thương. Sư phụ ơi, tôi đã giác ngộ giữa nẻo đường u tối, xin cho tôi về với chân đức Phật từ bi. Tôi nguyện giết cả sân si, mỏ chuông kinh kệ sớm khuya tu hành. Đã tàn duyên kiếp phù sinh, mong nhờ đuốc tuệ quang minh soi đường. Nam Mô A Di Đà Phật. Bọn mi thật cả ghét, dám khinh thường quy lệnh của ta. Tội nấu muối lậu á, ta phạt bọn mi 2 năm tù ở và 3.000 quán tiền giả. Bấm ngài tội nghiệp chúng tôi. Nếu muốn khỏi tội á, hãy để nàng Thiên Ba lại cho ta. Bấm ngài, đó là dâu của lão, vợ của Ba Nguyên. Ố sao mặc kệ, nàng còn trẻ đẹp ta vừa ý lắm. Nếu cãi ta đó, bọn mi phải vào tù. Thưa ngài, thế là ngài đi trái với ý muốn của triều đình. Ta bất cần triều đình, ta làm theo luật lệ riêng ta. Quân đâu? Dạ. Tống cổ 2 tên này ra khỏi cửa và đưa Kim Ba vào tới dinh cho ta. Cha ơi, quân xin cha dừng chân lại trước ngưỡng cửa đòi tội ác. Lạc thú gì đâu khi mái đầu cha đã điếc sương mà đi thương một gái tuổi đẹp con mình. Con gian cha xin cha hãy thương tình, mà tha tội cho chị Kim Ba cùng Ba Nguyên được trọn nghĩa ba sinh. Cha thử nghĩ nếu có một người nào tuổi phải gả con cho họ, cha sẽ nghĩ sao? Con tin rằng cha sẽ mắng nhiếc khi họ không tiếc đi một lời nào. Hà Loan, nguyện con còn hô sữa biết nhiều dám vào đây dạy cha. Bấm ngài, tôi tưởng rằng một vị tấm đắc như ngài quy quyền gian dội thì ngài phải lo cho dân chúng được ấm no, chứ không nên ấy quyền quý mà làm tội kẻ thế con. Đừng vì quyền lợi riêng tư của mình bỏ mặc cho dân sinh lạnh lùng đói rét, lại toàn giết chết mối tình thiêng liêng cao cả của đám dân lành. Lỡ ra không đến triều đình những đều tai tiếng rồi ngài tường tình làm sao để gìn giữ được ngôi cao, để khỏi bị lật nhào địa vị lâu nay. Ủa, cái thằng già khốn kiếp này, tại sao vẫn cái giọng trịch thượng đó mày? Ta bảo cho nhà ngươi biết, nếu ta không đang ngây ngất trước sắc đẹp Kim Ba, ta đã cho cuộc đời bế mạc sớm rồi. Nghe rõ chưa mày? Quân đâu? Đưa Kim Ba vào dinh cho ta. Tổng đốc Tha Đạt, một lần cuối cùng tôi khuyên ngài đừng lao đầu vào tội ác. Quân ở đâu? Hãy đuổi nó đi. Không, ta không đi đâu cả. Và ta có quyền ở lại đây để cột đầu những tên quan lại tham ô gian ác. Tha Đạt, mày có biết ta là ai không? Ta không sai đại thần của triều đình phái xuống đây để thanh sát việc làm của mi. Tên khốn kiếp, đừng qua mắt ta.
nếu quả là khâm sai đại thần, tại sao không có chứng minh thư của triều đình chứ? Hà Đạt, hãy mở mắt lớn ra mà xem cho kỹ. Trời ơi, sắc chỉ, tôi thật là mù quáng, xin đại quan tha tội cho con. Thôi, quỳ lại mà làm chi, hãy viết tờ thú tội cho mau. Dạ dạ dạ, tôi viết. Hà Đạt, nhà ngươi có biết tội của nhà ngươi nó nặng lắm không? Giờ bẩm ngài, con biết. Nếu ta báo cáo về triều đình thì ngươi sẽ bị cách chức và bị tịch bôi gia sản, và cả cái đầu của ngươi cũng không liền với cổ nữa đâu. Tội ác mấy lâu nay dòng chất đã nhiều rồi, thế là gieo gió ác có ngày phải gặt bão. Quả bao nhãn tiền lực dây cả từ xưa nay, lưới trời tuy thưa nhưng có lọt một mái lầm. Con lại ngày rộng lượng mà khoan dung, thương cho tuổi già mà tha thứ cho toàn thân. Ơn của thượng quan con nguyện kết có ngẫm dành, dầu đến kiếp tái sanh con nguyện khắc cốt ghi tâm. Thay tình cảnh của ngươi ta cũng cảm động dùm. Bây giờ ta hỏi thật, nếu như ta bỏ qua việc làm của ngươi thì ngươi sẽ đền ơn cho ta bằng cái gì? Và bẩm thượng quan, ngài muốn cái gì cũng được, ngọc ngà châu báu. Không, ta không cần những thứ đó, mà ta chỉ cần cặp mắt của nhà ngươi. Trời ơi, chết con thượng quan, ngươi sợ chết à? Thôi, bây giờ ta đổi lại, ta muốn cho ngươi gả con gái của ngươi là Tha Loan cho ta. Dạ bẩm bẩm. Sao, ngươi có bằng lòng không? Hay là muốn đầu rơi? Dạ 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 dạ, con bằng lòng. Trời ơi cha, sao cha lại có thể ưng thuận dễ dàng như thế được? Cha ơi, cha muốn cứu mạng cha mà cha đành đoạn cắt đứt duyên con, để cho dáng vỡ mộng ban đầu con với qua tâm. Người tôi hận kẻ đau sầu vì tội ác cha gây nên, dòng chất tựa non cao nay còn thể mạng cho cha già hầu gánh lấy hậu quả thương đau. Hà Đạt, ngài có đổi ý kiến không? Dạ không ạ, tôi xin tuân lời ngài dạy luôn luôn vậy. Vậy thì ngày mai nhạc phụ cứ đưa Tha Loan đến Minh Sơn tự. Vâng, tôi xin vâng lời ông rể quý. Sải già đuối kia, ta muốn nói chuyện với hòa thượng chủ trì. Ai? Ai nói giọng quen quen vậy kìa? Trời ơi cha, cha ở đây sao? Ai? Ai lại kêu tôi bằng cha vậy? Cha ơi, con là Liễu Nhi đây. Liễu Nhi à? Đi, đi ra khỏi đây cho mau. Đi già, đừng có vô lễ. Phu nhân, đây là cha Húc Phi có phải? Dạ phải. Té ra ngài là tổng đốc Tha Đạt à? Người đã làm cho thể xác của ta đến nỗi này. Đi ra. Đi. Sải già, Húc Phi ở đâu chứ? Con của lão ở đâu? Ta muốn tìm nó để rửa hận năm xưa. Húc Phi đây, ngài khỏi phải nhọc công tìm kiếm. Dạ bẩm thượng quan. Ủa, nghĩa thế. Ý mà Húc Phi. Húc Phi, bây giờ anh muốn gì? Tôi muốn xử tội ông bà tổng đốc ngay trước tượng Phật kìa. Bây giờ trước hết là tôi hỏi tội bà tổng đốc, tại sao bà lại nhẫn tâm dắt chồng về thôn găng để bắt tôi, để rồi bắt tôi không được lại nhẫn tâm móc mắt cha tôi, làm cho người mù lòa hơn 10 năm nay. Liễu Nhi, bà có nhận tội hay không? Nếu anh muốn thì em nhận, nhưng... Không nhưng gì cả, ta sẽ móc mắt của nàng để trả hận cho cha ta. Dạ quan, xin anh nó khuyên ngưng tay để cho em phong bài một sự thật mà bấy lâu nay chôn cất ở dưới lớp sườn. Kìa, mê sơn sư đệ, anh nói Liễu Nhi đã bị nghi ngờ mà nàng đã chịu đựng quan tình từ bấy lâu nay. Phải nàng đã dắt ra đường cho tổng đốc ta đạt về bắt anh và móc mắt bắt hốt quan thành người tàn phế bóng quang mù loàn. Em đừng bào chữa cho con ác phụ giống tình lòng sâu giả hiểm. Không, em không bào chữa mà chính em đã dâng kiến tự bối sơ ngày đầu. Em đã thấy Liễu Nhi bơ phờ tìm về làng cũ để cho anh hay tin ta đã tìm bắt cho được anh
tình có biết đâu chồng nàng lặng lẽ dò bước theo nàng và dân quân theo đến tận xóm gần, gây ra cảnh đau thương cho bác và liễu nhị mang tiếng dắt chồng về bắt người tình cũ một quan tình mờ cũ lên đời ngà nhi nữ đã mười mấy năm trường. Anh ơi sự thật đã phân nghe từng anh đến suy xét nỗi quan cho nàng nhờ đừng cho máu đổ nghe chẳng và làm cho nghe gây tóm cứ cống chùa nghiêm nhanh. Thôi được rồi, ta tạm nghe lời của Mê Sơn sư để mà không tỏ quán, dù rằng nàng đã gián tiếp đồng lõa cùng chồng để hãm hại cha ta. Bây giờ đến phiên ngài tổng đốc. Hơn 10 năm trước cũng tại đây, Mỹ Dũng quyền quy bạo lực làm cho ta rời khỏi thiền môn. Nhưng hôm nay ta cũng gặp Mi trước tượng Phật Như Lai, mà trong tay của ta lại có đủ quy quyền hơn Mi. Như thế là được trả giai nhân quả, hận thù xưa ta phải đứa thuộc phi con. Con chỉ thấy kẻ thù trước mặt mà không thấy kẻ thù tham sân si đang xúi dục con làm nên tội ác rôm rê. Bạch thầy, con không thể nào nhẫn nhục như thế được. Tha đã, ta phải rửa hận. Ta không móc mắt của Mi, ta chỉ muốn hủy hoại nhan sắc của Tha Loan là đứa con yêu quý của Mi thôi. Hộ phê con, hãy nghe lời cha. Buồn kiếm tôi, con thà mang tội với Phật trời và tội bất hiếu với cha. Tha Loan hãy xem đây. Hộ phê, hộ phê à. Trời à, mau trời hộ phê. Cha, con chết vì dương chân của cha mà con ngã lên mũi kim, con sẽ chết. Trời ơi, tôi đã giết con tôi rồi trời. Không, cha không giết con đâu, chính cha đã cứu sống được linh hồn con đó chứ. Trời, nếu không có các tay của cha thì con đã xa vào con đường tội lỗi muôn đời ô tối trong xó kiếp luân hồi. Và biết bao giờ trả cho xong món nợ đời. Tuy thể xác con nay mai ra tan trong lòng đất lạnh, nhưng linh hồn con sẽ sống thiên thu, sống mãi mãi trong cuộc đời thanh thoáng. Không hận oán căm thù sẽ nhẹ nhàng phiêu diêu trong vũ trụ. Lại thầy tha lỗi cho con và cho phép con được quy trở lại nhà chùa. Thầy ơi, đến nay mới biết ánh sáng của Phật giáo rất nhiễm màu quyền diệu, và người tu hành phải noi theo chí kiên nhẫn của Đức Như Lai mới tìm thấy được ánh sáng của ngày mai. Hột phi ơi, chính tôi đã gây nên tội ác, giờ đây tôi hồ ngộ nhiều rồi. Tôi xin trao tặng hột phi sợi dây chuyền có nửa tượng Phật mà tôi đã gìn giữ từ lúc sơ sinh. Sợi dây chuyền, thầy, thầy xem dùng con có phải hai sợi dây chuyền giống nhau không? À, đúng rồi, gặp lại thành một tượng Phật. Trời, trời ơi, thế ra ta đạt là con lớn của tôi nó đã thất lạc từ thuở mới lọt lòng. Con ơi, con là anh ruột của Hốc Phi. Ta đạt là anh ruột của tôi sao? Trời ơi, con móc mắt cha, em toán giết anh. Cha, anh hãy đeo hết hai sợi dây chuyền có tượng Phật bệ cho em. Đeo cho con đi cha. Cha, anh. Hồ Phi. Hồ Phi.